Các bạn đang nghe truyện sư phụ ta mỗi đến đại nạn mới đột phá trên kênh TV Audio CV. Chương 558, suy diễn thần thông của Bồ Đào. Số 1 với số 2, hai, hai người các ngươi sẽ hợp tác tinh luyện đạo khí ta cần. Ta phải bắt đầu chuyên tâm suy diễn thần thông ngưng tụ linh thể. Từ phàm lời lẽ nghiêm khắc nói. Hai ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm từ phàm. Bản thể, suy diễn thần thông không được dùng quá nhiều tâm thần, ta biết ngươi không chuyên tâm làm một chuyện. Cho nên mới nói, đã đến nước này rồi đừng có lười nữa. Phân thân số 1 nhìn Từ Phàm nói, trong mắt tràn ngập sự canh chừng. Số 1 nói vậy là đúng rồi, đạo khí quan trọng như thế, ngộ nhỡ xảy ra chút sai sót, làm cho toàn bộ linh hồn của bản thể ngươi xảy ra khuyết điểm gì thì phải làm sao? Phân thân số 1 số 2 tức khắc đã đạt được liên minh, khống chế Từ Phàm khiến hắn thành hàm ngư suy diễn thần thông rất là hao phí tâm thần các ngươi thông cảm cho ta chút được không vừa muốn tinh luyện đạo khí vừa muốn suy diễn thần thông các ngươi như vậy là ức hiếp ta à từ phàm phản bác nói đừng có phí lời ta là phân thân của ngươi còn không biết tình trạng của ngươi à luyện chế loại đạo khí này rất là hao tổn tâm thần nếu như ngươi không vào tham gia ngộ nhỡ luyện chế thất bại thì không biết khi nào mới lại tập hợp đầy đủ bộ đạo khí linh khoáng cấp bậc tiên khí thứ hai nữa. Phân thân số một nhìn uy hiếp từ phàm nói. Từ phàm trong đầu thử phát họa quá trình luyện chế đạo khí này, đột nhiên phát hiện, đây có lẽ là đạo khí có mức độ khó nhất mà bọn họ từng luyện. Từ phàm nghĩ một hồi nói. Được lắm, ta sẽ cùng các ngươi luyện chế bộ đạo khí này. Từ phàm nghiêm túc tính toán tỷ lệ luyện chế thành công của đạo khí này, phát hiện ra nếu số một số hai là chủ đạo thì thật sự có khả năng luyện chế thất bại tuy rằng xác suất là rất nhỏ số một số hai phân thân cười cười bản thể thế này mới phải chứ bọn ta làm tất cả là để ngươi không phải lo nghĩ ở giới hàm ngư này giai đoạn trước bỏ ra chút nỗ lực thì có là gì giai đoạn sau mới là quan trọng phân thân số một cười nói ngươi nghĩ đi sau này bên cạnh ngươi đi theo 10 con rối đại thừa kỳ, khiến ngươi ở giới này ngang nhiên mà đi, không vấn đề gì chứ. Đến lúc đó xem ai dám làm khó hàm ngư ngươi. Phân thân số một nháy mắt với từ phàm một cái. Trong đầu từ phàm lại hiện lên cảnh tượng này. Thế thì còn đợi gì nữa? Theo ta trở về không gian dưới đất, chúng ta bắt đầu làm. Từ phàm vì cuộc sống hàm ngư đẹp để sau này, toàn thân một lần nữa lại tràn đầy năng lượng ba tháng sau xà linh hiệu hạ xuống ẩn linh môn tự viễn đại trưởng lão gần đây làm gì bàn phúc nghi hoặc hỏi từ lúc hắn về đến tông môn sau khi ước hẹn với bồ đào thì thông thường bồ đào là người mà từ phàm sẽ hẹn gặp đầu tiên với lại bồ đào cũng không thấy đâu nữa bàn phúc lại nói đại trưởng lão gần đây đang luyện khí đến cả bồ đào hình như cũng đem toàn bộ sức tính toán để hỗ trợ lần luyện khí này cho nên lần này do ta tiếp đón bàn bộ trưởng khâu tự viễn cung kính nói bây giờ toàn bộ quyền quản lý tông môn đã gián tiếp trao lại cho khâu tự viễn bồ đào chỉ là hỗ trợ thôi có thể khiến cho đại trưởng lão phân thân mà không ra đây chắc có lẽ là đang luyện chế tiên khí à bàn phúc nói với vẻ mong đợi ta cũng không rõ nhưng mà có thể khiến đại trưởng lão xem trọng như thế không phải tiên khí chắc cũng phải là một loại đạo khí rất quan trọng Khâu tự viễn nói có chút tự hào. Sau này thực lực tông môn chúng ta lại lên một cấp bậc mới rồi, không biết sau này đại trưởng lão của chúng ta có thể luyện chế ra vũ châu trong truyền thuyết hay không? Bàn Phúc nhìn trời lẩm bẩm nói. Ta tin là sẽ có ngày đó. Khâu tự viễn nhìn xuống hướng không gian dưới đất đang đứng. Hắn từ lúc 6 tuổi đã đến ẩn linh môn, nơi này có đồ ăn có chỗ ở, còn là nơi có thể học tu tiên. Từ lúc đó, hắn đã thề rằng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ tông môn này nhưng theo biến động của thời gian hắn bắt đầu ngày càng rõ thực lực của ẩn linh môn có bao nhiêu mạnh mẽ hơn nữa là sau khi đường qua lại tại hai giới có nguy cơ ngày càng bạo phát có tông môn khác so sánh hắn càng tự hào về đệ tử ẩn linh môn của mình hai người nói xong chính thức bắt đầu giao nhau linh khoáng và vật tư tạm thời bàn phúc trong tay xuất hiện một viên đá hình tròn lấp lánh ánh sao sau khi có thể kết nối với Bồ Đào, người bảo hắn đưa cái này cho đại trưởng lão, nói rằng đây là viên tinh thạch có thể liên kết với một nơi thần bí của thượng giới. Không biết là giả hay thật, cho nên mong đại trưởng lão nắm chắc. Bàn Phúc nói rồi đem tinh thạch giao vào tay Khâu Tự Viễn. Hiểu rồi, ta chắc chắn sẽ truyền đạt lại như vậy. Khâu Tự Viễn kết quả tinh thạch trong tay Bàn Phúc, giao cho con rối bên cạnh. Sau khi vật tư giao xong, Bàn Phúc không lưu lại lâu lại khởi hành lần nữa hướng phía không trung cao nhất bay đi lúc này trong không gian dưới đất sa điêu đang hết sức chuyên tâm mà nhìn từ phàm với hai vị phân thân luyện chế đạo khí đại trưởng lão với số một số hai hợp lực luyện chế một bộ đạo khí tình huống này thật sự là hiếm thấy sa điêu cười nói nếu như ta không nhìn nhầm các ngươi là đang luyện chế một bộ trấn pháp hình đạo khí ta nói không biết có đúng không sa điêu nhìn ba người từ phàm với số một số hai luyện chế thủ pháp có chút xuất thần chẳng phải là ba người thủ pháp luyện khí cực kỳ cao siêu ngược lại là vì quá bình thường thứ tự đâu ra đấy không có bất kỳ tuyệt diệu nào để nói cho dù là một vị sơ cấp luyện khí sư đến để quan sát cũng có thể phân tích đâu ra đó nhưng chính loại thủ pháp luyện khí bình thường vô kỳ này lại làm cho sa điêu cảm nhận được cảm giác bao hàm trong đó là luyện khí cùng căn nguyên sa sư huynh nói đúng lắm đây là một trận pháp luyện khí mang tính bổ trợ từ phàm không chuyên tâm nói một bên luyện khí một bên suy diễn thần thông trong đầu cuối cùng vẫn phải bớt thời gian nói với sa điêu bộ đạo khí này rất khó luyện chế sao đến cả đại trưởng lão cũng phải ra tay sa điêu hiếu kỳ hỏi không tính là quá khó chẳng là số linh khoáng cần dùng rất trân quý ngoài ra có một số chỗ thực sự là khó khống chế cho nên vì vạn sự thiên thu của ẩn linh môn chúng ta, ta chỉ có thể tự mình ra tay. Một lời này của từ phàm nhận được hai con mắt kinh thường. Số một, số hai phân thân đều đang dùng toàn bộ tinh thần tập trung để luyện chế linh khoáng cấp tiên khí trong tay, không có thời gian phản ứng từ phàm. Sa sư huynh, hôm nay sao lại có thời gian đến đây chưa thế? Từ phàm hỏi. Là ta thấy bồ đào đột nhiên thất linh, nên qua hỏi thăm tình hình. Bồ đào đang làm gì? là chuyện quan trọng sao? Đem toàn bộ sức tính toán thu hồi rồi sao? Sa Điêu Hiếu Kỳ hỏi. Một số số liệu thí nghiệm vẫn cần bồ đào điều chế ra. À, bồ đào hiện tại đang toàn lực tập trung suy diễn thần thông, kết quả ngoài tầm kiểm soát nên hiện tại đã đem toàn bộ sức tính toán đưa vào rồi. Từ Phàm cười nói. Lúc đầu, Từ Phàm là thử để bồ đào giúp hắn suy diễn thần thông này, sau đó đột nhiên phát hiện năng lực tư duy của Bồ Đào đã có thể độc lập suy diễn ra thần thông này. Nhưng mà do là lần đầu Bồ Đào suy diễn, lại thêm tính kéo dài vô hạn của thần thông này, hắn không cẩn thận mà đem toàn bộ sức tính toán không cần thiết đều đưa vào. Bồ Đào có thể suy diễn thần thông rồi ư? Thật lợi hại. Vậy ta cùng dung hợp luyện khí, có phải là có thể khiến Bồ Đào giúp ta suy diễn một phen. Để phối chế ra hợp kim tốt nhất. Sa Điêu nói một cách kích động. Tốt nhất đừng như thế, có chút lãng phí bồ đào. Sau đó, Từ phàm giải thích với Sa Điêu một hồi, cái gì là lực tính toán cơ bản, cái gì là tư duy lực tính toán, còn có vô hạn loại khái niệm khả thi. Sa Điêu đột nhiên hiểu ra, có chút kinh ngạc nói, vậy ta để bồ đào giúp ta nghĩ ra một cách để trở thành đệ nhất luyện khí đại tông sư của giới này, vậy bồ đào có phải là không ra được nữa không? Không, sức tính toán tư duy của bồ đào đã có thể giải quyết vấn đề đó của sa điêu ngươi từ phàm cười nói vậy được rồi chỉ hy vọng bồ đào sau này tiến hóa nhanh chút sau này có thể giúp ta suy diễn phương pháp phối chế hợp kim sa điêu cười nói chắc vẫn phải đợi rồi ở giới này không có khả năng từ phàm nghĩ nghĩ nói bồ đào muốn phổ cập về trình độ tiên khí vẫn còn cần thời gian rất dài đúng rồi đại trưởng lão ta đến đây là muốn nói với ngươi một câu ta đổi phương hướng nghiên cứu rồi dựa vào tình hình của tông môn lại thêm ý kiến của bồ đào ta sau này phải suy diễn hợp kim mà có thể luyện chế ra đạo khí căn bản tối thiểu nhất phải có thể luyện chế ra linh kiếm đạo khí cơ bản và ngũ hành linh bảo sa điêu nói nếu là như vậy sa sư huynh tốt nhất phân ra hai loại một loại là chuyên môn dùng để luyện chế linh kiếm một loại là hợp kim đạo khí một loại khác thì có thể luyện chế đạo khí ngũ hành linh bảo. Từ phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Dù sao hợp kim đạo khí chuyên dùng so với hợp kim đạo khí vạn năng, rốt cuộc vẫn tiện lợi nghiên cứu hơn chút. Lúc này biểu cảm của từ phàm đột nhiên bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong tay xuất hiện một mảnh linh khoáng cấp bậc tiên khí. Sau khi dùng phượng hoàng thần hỏa hòa tan, bắt đầu dùng một loại thủ pháp cực kỳ đặc thù che lên trên phôi thai của đạo khí đã luyện xong sa điêu cũng trở nên im lặng hắn biết đây là thời khắc quan trọng không thể bị quấy nhiễu cho đến khi từ phàm cẩn thận che đậy xong mới tiếp tục nói với sa điêu chúng ta tiếp tục nói vừa nãy có chút chuyện khó khăn đại trưởng lão nói đúng nhưng mà ta cảm thấy ta hình như đã nghiên cứu ra một loại hợp kim vạn năng sa điêu bắt đầu kể về lần phát hiện thần kỳ đó mảnh hợp kim đạo khí này là trong khi ta vô ý tổ hợp mà thành Sa Điều nói xong trong tay xuất ra một loại ngân sắc nhìn như một loại thạch bình thường, trông thì cực kỳ đàn hồi. Ta vốn nghĩ rằng đây là một thí nghiệm thất bại, thuận tay đem nó để trên đống linh khoáng thí nghiệm thất bại kia. Sa Điều nói xong trong tay xuất hiện một mảnh huyền sắc vạn năm, nhẹ nhàng để trên mảnh ngân sắc nhìn như thạch kia. Sau đó đóng hợp kim linh khoáng này liền xuất hiện đặc tính thông tính của nó. Sau khi vi ngân sắc nhìn như thạch bình thường kia, nút mảnh huyền sắc vạn năm xong, bề mặt bắt đầu biến hóa cuối cùng biến thành màu sắc như huyền sắc vạn năm từ phàm và hai vị phân thân chút nữa thì bị kinh ngạc đến loạn tiết tấu luyện khí từ phàm tay run một cái chút nữa thì khống chế sai phượng hoàng thần hỏa trong tay sa sư huynh lần sau lúc ta đang luyện khí đừng có nói tin tức nóng như thế từ phàm ổn định tâm thần nói hắn dừng lại thần thông đang suy diễn trong đầu thuận tiện để bồ đào cũng dừng lại tình hình biến hóa sau khi dung hợp, tuy rằng không bằng huyền thiết vạn năm kiên cố, nhưng đặc tính của nó vẫn thuộc trong phạm trù của linh khoáng đạo khí. Sa Điêu nói, sau khi Sa Điêu diễn tả xong đặc tính này, trong não từ phàm xuất hiện vô số linh cảm, đồng thời cũng quy hoạch thêm một vài thứ mà trước đây không thể đo lường sản xuất ra. Sa Sư Huynh, ngươi thật sự đến rất là đúng lúc, tông môn thiếu khuyết gì ngươi bù đắp cái đó. Từ phàm có chút kích động nói loại hợp kim đạo khí vạn năm này sa sư huynh dùng qua chứ vẫn chưa chỉ là luyện ra một ít trong phạm vi nhỏ cảm thấy đặc tính của nó có chút không ổn định cho nên muốn để ngươi qua xem xem sa điêu nói giao cho bồ đào đi chúng ta sản xuất một lượng trước không ổn định lại từ từ điều chỉnh từ phàm nghĩ một lúc nói vậy được nhưng mà loại hợp kim đạo khí này là ta trong lúc vô ý làm thành cho nên để ta sâu sắc nghiên cứu một phen rồi nói. Tranh thủ phục hồi hoàn toàn đặc tính thông tính của đạo khí cấp linh khoáng. Sa Điêu nói với ánh mắt kiên định. Từ phàm vốn muốn nói là đã rất hoàn hảo rồi, nhưng mà hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của Sa Điêu, lại đem lời muốn nói thu lại. Vậy Sa Sư Huynh cố lên. Có cần gì thì trực tiếp nói với Bồ Đào, để Bồ Đào đặc biệt phân phái chút lực tính toán cho ngươi. Từ phàm cổ vũ nói cảm giác này thật tuyệt đoạn thời gian gần đây không có bồ đào hỗ trợ thực sự có chút không quen sa điêu cười nói sa điêu lại như say như mê mà quan sát thủ pháp luyện khí của ba người một lúc sau mới rời khỏi không gian dưới đất tiếp tục nghiên cứu hợp kim khí đạo vạn năng của mình thật sự là không đơn giản bản thể ngươi có bao giờ nghĩ qua lúc đầu một thiên môn thiếu khuyết nhỏ bé thế mà lại tụ hợp được nhiều nhân tài như thế này phân thân số một cười nói đây còn phải nghĩ sao những thiên tài như bọn họ rõ ràng chính là để làm nhân vật chính chỉ là nửa đường bị ta cắt giữa chừng từ phàm cười nói kịch bản ta đã suy diễn qua nếu trong tình huống ta không xuất hiện thì vai chính đó khẳng định sẽ là sa sư huynh với vũ luân kết thành huynh đệ sau đó hai người đó với sự giúp sức của âm tệ lão gia gia nhanh chóng nổi dậy từ phàm nói hắn từ lúc rất sớm trước đây đã nghĩ đến kịch bản này lần trước, ngươi không phải gặp qua Diệp Trư Cước sao? Không có hai vị đại tài này giúp sức, tốc độ nổi dậy rõ ràng là chậm hơn chút. Phân thân số 2 cười nói. Chậm thì có chậm một chút, chẳng qua ta quan sát căn cơ của hắn, vẫn đánh rất là vô cùng kiên cố. Cho dù là ta đã cắt đi râu của hắn, thì nhân vật chính này sớm muộn cũng có thể một phen tất cánh, ta chỉ mới cướp đi gói quà từ tay hắn mà thôi. Từ phàm cảm khái nói đó là gói quà tận tay sao? Gói quà trưởng thành, chắc là như vậy. Phân thân số một vừa luyện khí vừa treo đùa nói. Trong lúc ba người đang nói về dịp tiêu giao, thì trong mật cảnh ở một nơi xa không biết bao nhiêu tỷ dặm, truyền ra tiếng hét to của dịp tiêu giao. Một tiếng này hét ra nổi hậm hực nhiều năm của dịp tiêu giao. Lão kiếm, trận đại ngũ hành tuyệt sát này, ngươi nói có thể luyện hay không? Dịp tiêu giao kích động nói có thể luyện lão kiếm cười nói trận phong lôi kiếm long thiên sát này có thể luyện được không luyện được âm dương niết bàn này diệp tiêu dao không muốn nói nữa nhưng bị lão kiếm nhanh chóng làm gián đoạn ngươi vui lên chút được rồi chỉ là một lần đại điểm cơ duyên đã khiến ngươi kích động đến mức như thế lúc này phía trước diệp tiêu dao là một hồ vạn kiếm như sa mạc gobi sa mạc của mông cổ trên hồ vạn kiếm lại có những linh kiếm giống như chim lượng vòng bên trên hồ. Đều nói đại nạn không chết về sau ắt có phúc, mật cảnh này giam ta hơn 60 năm, đến nay cuối cùng cũng bị ta nắm chắc, Diệp Tiêu Giao nói một cách kích động. Mật cảnh này ngươi đã nắm chắc rồi, chỉ là ngươi phải chinh phục từng chiếc từng chiếc linh kiếm trong hồ vạn kiếm này. Nhưng mà không cần vội, hồ vạn kiếm này cũng là vật mà ngươi sẽ nắm chắc. Lão kiếm cười nói, trong lòng cảm khái người mà bản thân đã gửi gắm, cuối cùng cũng béo bở rồi đó là đương nhiên, cho ta chút thời gian, toàn bộ những linh kiếm này sẽ không thoát khỏi tay ta được đâu. Diệp tiêu giao nhìn hồ vạn kiếm nói. Lão kiếm, từ hôm nay trở đi, ta chỉ học kiếm trận mạnh nhất. Từ phàm đang chuyên tâm luyện chế đạo khí với hai phân thân. Một hòn đá lấp lánh tinh quang xuất hiện trước mặt từ phàm. Ai đưa cái này tới, từ phàm nghi ngờ hỏi. Lúc bộ trưởng bàn phúc đi thì cố ý để lại cho chủ nhân bồ đào nói từ phàm nghe đến đây lại chuyển sang hình thức luyện chế bằng một tay một tay cầm hòn đá lấp lánh tinh quang lên xem cẩn thận tỉ mỉ bộ trưởng bàn phúc nói hòn đá kia có liên quan đến một bí cảnh của thượng giới bồ đào nói lúc này từ phàm vừa định kiểm tra kỹ lưỡng thì bị phân thân số một số hai ngăn cản bản thể chỉ còn ba năm nữa là luyện chế xong món đạo khí này rồi ngươi có thể nghiêm túc chút không Vật này vừa nhìn cũng biết là chìa khóa của bí cảnh, bên trên còn ngưng tụ tinh quang, vẫn chưa đạt tới điểm giới hạn, người có dán mắt vào thì cũng vô dụng thôi. Nghe thấy lời của hai phân thân, Từ Phàm cũng đặt viên đá lấp lánh tinh quang xuống. Các ngươi xem thường ta quá, ta mà là người nhân cơ hội lười biến à. Từ Phàm nói xong lại bắt đầu chuyên tâm dồn chí vào luyện chế món đạo khí trước mắt. Thật ra thì hai người các ngươi cũng có thể luyện chế mà. Từ phàm nhỏ giọng nói lầm bầm trong miệng. Kết quả lại nhận được hai ánh xem thường. Cuối cùng để không nhàm chán, từ phàm đã tự mình vào trạng thái vô ngã, bắt đầu chuyên tâm dùng chí luyện chế đạo khí. Luyện khí không năm tháng, ba năm cũng đã qua. Vốn là một ngày yên bình, đột nhiên cả ẩn linh môn bị một làn sóng kỳ dị càng quét. Phân thân số một và số hai đang vô cùng thoải mái tiếp nhận phản hồi của đạo khí, từ phàm ở bên cạnh nhìn một cách hâm mộ hắn đã tu luyện đến hóa thần kỳ cấp đỉnh phong, nếu như còn tiếp tục phản hồi, chắc là sẽ phải bị phản lại. Theo kết quả phản hồi của đạo khí, một khối la bàn ngọc thạch xuất hiện trước mắt ba người. Thiên hồn ngọc linh bàn, đây chính là món đạo khí phức tạp nhất từ trước đến nay ta đã luyện. Từ phàm nhìn thiên hồn ngọc linh bàn bùi ngùi nói. Bản thể, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu của ngươi, nếu như tương lai muốn yên ổn thì ngươi nhất định phải nỗ lực thêm một thời gian nữa phân thân số một cười nói hắn đã có thể nghĩ tới cảnh tương lai từ phàm tự mình luyện chế đạo khí số một điều gì làm ngươi nghĩ ta sẽ tự mình luyện chế tiên khí chứ từ phàm cười như không cười nhìn phân thân số một nói ta cũng không tiếp quản được linh thể mà phân thân số một có một dự cảm chẳng lành không sao những vấn đề này ta đều có thể giải quyết được ta luyện khí ba năm thì có một nửa thời gian là đang suy diễn xem làm sao để ngươi có thể khống chế linh thể luyện chế tiên khí một cách hoàn hảo từ phàm cười nói bản thể ngươi hơi quá đáng rồi đấy phân thân số một không làm nữa vì thiên thu đại nghiệp của ẩn linh môn chúng ta hy sinh một chút thì làm sao lại nói nếu như ta toàn tâm toàn ý vào luyện chế tiên khí nhỡ đâu tông môn xuất hiện khủng hoảng thì phải làm sao từ phàm vừa nói vừa khẽ ngoắt tay một cái để Thiên Hồn Ngọc Linh Bàn đang bay lơ lửng trước người bắt đầu nhận chủ. Cuối cùng, trong nháy mắt Thiên Hồn Ngọc Linh Bàn mở ra, một linh quang màu xanh bao trùm toàn bộ điện luyện khí trong không gian dưới lòng đất. Bồ Đào, tập trung một nửa căn nguyên linh khí ngũ hành nguyên giới. Từ phàm ra lệnh. Tuân lệnh, chủ nhân. Cuối cùng, toàn bộ điện luyện khí đã tràn ngập căn nguyên linh khí ngũ hành. Mở to mắt ra để làm chứng thời khắc kỳ tích này một thiên thủ hư tượng xuất hiện sau lưng từ phàm. Thiên thủ hư tượng chậm rãi hợp trưởng, sau đó đưa tay lên cùng kết ấn. Trong nháy mắt, tất cả căn nguyên linh khí ngũ hành đều bị từ phàm điều động. Đầu tiên là một linh tâm xuất hiện, sau đó là xương cốt con người cũng từ từ thành hình, cuối cùng là máu thịt đắp vào. Một linh thể có diện mạo bình thường xuất hiện ở trong điện luyện khí, như người máy chờ đợi triệu hoán. Bản thể, thần thông này của ngươi lợi hại nha, phân thân số một số hai kinh ngạc nói. Mấy năm nay toán lực bình thường của bồ đào đều ở trong đó hết, lại vừa hay có thể tránh được hạn chế của hệ thống. Từ phàm cười nói, ta bây giờ linh hồn nhập thân, lại cộng thêm biên độ tăng trưởng đạo khí, có thể đạt tới trình độ hợp thể sơ kỳ. Từ phàm nói xong thì trực tiếp hồn lìa khỏi xác phụ thuộc vào trên người linh thể kia. Linh thể từ phàm kia từ từ mở mắt, cuối cùng một khí thế bùng ra từ trên người hắn không giống nhau cái này khác hẳn với cảm giác khống chế con rối từ phàm hưng phấn nói sau khi từ phàm thể nghiệm xong thì linh hồn trở về bản thể hắn cười nhìn về phía phân thân số một tới đây ta chuyển ý thức lên người linh thể cho ngươi sau này ngươi chính là người có tu vi cao nhất trong ba chúng ta rồi thiên thủ hư tượng sau lưng từ phàm lại kết ấn làm phép Hai đôi bàn tay linh quang nhu hòa, nhẹ nhàng bóc phân thân số 1, bỏ vào linh thể bên cạnh. Cuối cùng một pháp trận đã dung hợp số 1 và số 2 lại. Có phải sau này ta sẽ xuất hiện bằng phương thức linh thể không? Phân thân số 1 hỏi. Sẽ không, khi ngươi bước ra khỏi phạm vi bao phủ của Thiên Hồn Ngọc Linh bàn thì ngươi sẽ tách ra khỏi linh thể. Đi vào nữa thì linh thể sẽ lại dung hợp với ngươi. Số 2, ngươi cũng đừng cười số một sẽ gánh vác luyện chế tiên khí giai đoạn trước giai đoạn sau khắc vẽ pháp trận tiên văn thì ngươi lại lên từ phàm cười nói không một ai có thể chạy thoát được vẫn là bản thể suy nghĩ chu đáo bàn về khống chế tiên văn thì đương nhiên là số hai mạnh nhất cảm giác uất ức trong lòng của phân thân số một ngay lập tức đã giảm đi rất nhiều vậy được ta có thể gánh vác bộ phận luyện chế tiên khí giai đoạn sau phân thân số hai biết mình chạy không khỏi nắng nên đã dứt khoát hào phóng chấp nhận sự an bài của từ phàm vẫn còn rất nhiều thời gian ba năm nay các ngươi vất vả rồi nên ta cho các ngươi nghỉ một năm sau lại bắt đầu luyện chế con rối đại thừa kỳ đầu tiên của ẩn linh môn chúng ta từ phàm nói được hai vị phân thân gật gật đầu trên thập vạn lý tự hồ từ phàm ngồi trên linh thuyền cảm khái nói quả là không dễ dàng hao hết trăm ngàn cây đắng cuối cùng cũng giải thoát được thật ra sau khi luyện chế đạo khí xong lời của từ phàm thật ra người vẫn luôn suy diễn thần thông là bồ đào còn từ phàm thì vẫn luôn suy diễn làm sao để phân thân số một số hai hợp thể một cách hoàn hảo với linh thể vốn là phân thân số một số hai muốn cười nhạo từ phàm sau khi hoàn thành đạo khí luyện chế thì cứ tưởng là luyện chế tiên khí các thứ không liên quan đến bọn họ nữa ai ngờ từ phàm lại cao tay hơn một bậc tay từ phàm cầm cần câu nhàn nhã nhìn mặt hồ thập vạn lý cự hồ. Một chiếc linh thuyền cấp bảo khí đang chậm rãi bay về phía từ phàm. Bàn phúc đi tới trên linh thuyền của từ phàm. Chúc mừng đại trưởng lão luyện chế đạo khí thành công. Bàn phúc cười nói. Cùng vui cùng vui, nghe nói gần đây ngươi lấy được không ít ở vực cực không, ngay cả linh khoáng cấp tiên thất cũng lấy được. Từ phàm cười nói, không khỏi xúc động, giao việc chuyên ngành cho người chuyên nghiệp, quả là có thể kích thích được kinh hỷ mà người ta không tưởng tượng nổi lúc này từ phàm nhìn xem chiếc linh thuyền bảo khí của bàn phúc kia không phải là ta đã bảo luyện khí tông sư yêu tộc kia luyện chế cho ngươi chiếc tọa giá khác rồi à sao mà vẫn đi cái chiếc cổ lỗ sĩ trước kia thế từ phàm cười hỏi thói quen hơn nữa chiếc linh thuyền bảo khí này rất có ý nghĩa kỷ niệm đây là chiếc linh thuyền lúc trước lần đầu tiên bồ đào khống chế tuyến sản xuất sản xuất ra ngươi cũng coi là có lòng rồi thế nhưng cái này bình thường dùng một chút là được đến chỗ khác thì nhất định phải phô ra dáng vẻ của ẩn linh môn chúng ta từ phàm cười nói hắn đã để mấy vị luyện khí tông sư yêu tộc kia hợp lực luyện chế ra một pháp bảo tỏa giá rất có phong thái đó là đương nhiên ở bên ngoài thì ta đều dùng cửu giác giao linh xa mỗi lần lấy ra đều sẽ được tiếp đãi một cách long trọng bàn phúc cười nói vậy thì đúng rồi đang lúc ấy thì cần câu của từ phàm trầm xuống, một con long kình ngư dài 10 trượng cắn câu. Thịt không ngon, đi về trước đợi đi. Từ phàm nói xong thì hất cần câu, làm long kình ngư văng ra hơn ngàn thước. Những năm gần đây do linh khí trong ẩn linh đảo càng phát càng dày đặc, nên dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến tất cả trong thập vạn lý cự hồ. Bây giờ yêu thú trong thập vạn lý cự hồ, tầng chót đã đến cấp hóa thần kỳ, tất cả đều bơi từ dòng nước ngầm trong biển vô tận đến ta đã xem viên tinh thạch ngươi để lại rồi bên trong chắc là ẩn dấu tọa độ của một bí cảnh vực cực không đúng là có một tia khí tức tiên khí của thượng giới chắc là một bí quyết có liên quan đến thượng giới một thời gian nữa thì cái tọa độ đó mới lộ ra đến lúc đó chúng ta đi xem xem từ phàm tiếp tục câu cá không lo lắng nói viên tinh thạch là lúc ta du thương ở vực cực không thì gặp được một ngôi sao băng vừa hay đụng phải số hiệu xà linh lúc ta cầm viên tinh thạch này lên thì tin tức đã hiện lên trong đầu ta. Bàn Phúc nói. Nói không chừng trong bí cảnh kia có đồ tốt, cũng nói không chừng đó là một cạm bẫy. Không biết vì sao, từ phàm đang câu cá thì nghĩ tới huynh đệ tốt của mình. Dường như đã rất lâu rồi không gặp hắn, không biết có khỏe không, liệu có bị người ta hãm hại nữa không, cạm bẫy, bàn phúc nghi ngờ nói. Giết người đoạt bảo, tiên nhân đoạt xác, ma vật bị phong ấn phá phong ấn cạm bẫy như này rất nhiều nhưng cũng chẳng có chuyện gì lớn cả trước khi đi thì bói một quẻ chắc là không làm sao cả từ phàm nói có đại trưởng lão điều khiển là được rồi bàn phúc cười nói trong nhận thức của hắn từ phàm vĩnh viễn đều phong khinh vân đạm như vậy tựa như vạn vật đều không thể quấy nhiễu được vậy những năm nay ngươi nỗ lực như thế ẩn linh môn chúng ta bây giờ đã không rất thiếu linh khoáng nữa sau này thu mua một nửa linh thạch và linh khoáng thôi. Từ phàm suy nghĩ một chút nói. Từ khi gắn thêm mấy cái kho hàng lớn cho số hiệu xà linh, thì số linh khoáng mà bàn phúc đem về ngày càng nhiều. Bây giờ linh khoáng dự trữ trong tông môn cũng đủ cho ẩn linh môn dùng trong 30 năm. Linh khoáng cơ bản thì là ngươi điều khiển, còn linh khoáng cấp đạo khí là trảm linh trưởng lão điều khiển. Ta dám nói bây giờ thánh địa tông môn trong toàn bộ đại lục trung tâm không có tông môn nào tự tại như ẩn linh môn chúng ta cả. Từ phàm cười nói. Ngay vào lúc này, trảm linh lái ẩn linh số 2 từ từ đáp xuống trong ẩn linh môn. Bàn phúc xuất thần nhìn ẩn linh số 2, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Ba năm lái số hiệu xà linh điều hành kinh doanh ở vực cực không, hắn từ một tay mơ biến thành người lão luyện. Bây giờ hắn lái số hiệu xà linh giống như cảm giác lái xe sang cấp nhập môn, Mặc dù nếu lái ở trên đường chính sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng vẫn không ngăn được biểu tình hâm mộ khi hắn nhìn về phía xe sang cao cấp. Tính năng của số hiệu Xà Linh đã vượt xa tinh chu bình thường hắn thấy ở vực cực không. Nhưng nếu so với ẩn linh số 2 trước mắt, thì hắn vẫn thấy kém hơn một bậc. Chờ đi, chờ bao giờ tài nguyên linh khoáng của tông môn đủ rồi thì sẽ đặc biệt luyện chế cho ngươi mấy chiếc tinh chu để điều hành kinh doanh ở vực cực không. Từ phàm cười nói, Hắn đã thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Bàn Phúc. Sau khi Ẩn Linh số 2 đáp xuống Ẩn Linh môn, Trạm Linh đã bay về phía của Từ Phàm. "Đại trưởng lão, vận khí lần này không tệ, đụng phải một nơi tai họa phong tức dập tắt ở thâm xứ vực cực không, lấy được không ít tinh thạch phong tức." Trạm Linh cười nói. "Tinh thạch phong tức, đồ tốt. Có thể luyện chế một bộ linh kiện tăng tốc độ cho Tinh Chu, gắn trên số hiệu xà linh." Từ Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói: Đại trưởng lão, có rất nhiều tinh thạch phong tức, chúng ta có thể luyện chế hai bộ, thêm vào trong cả hai chiếc thuyền mới." Trảm Linh nói, sau đó để Bồ Đào chuyển hàng dự trữ tinh thạch phong tức ra. "Tốc độ của ẩn linh số 2 đủ nhanh rồi, thêm cái đồ chơi này vào cũng chẳng tăng nhanh hơn được bao nhiêu." "Số hiệu xà linh thì không như vậy, sau khi thêm vào thì tốc độ sẽ nhanh hơn một bậc." Từ Phàm nói. "Được rồi, ta còn tưởng rằng tốc độ của ẩn linh số 2 vẫn có thể tăng lên một bậc nửa cơ. Trảm linh hơi thất vọng nói. Ẩn linh số 2 bị linh khoáng hạn chế, tính năng cũng như vậy, nếu như muốn tăng lên nữa, thì chỉ có thể dựa vào sa sư huynh của chúng ta. Từ phàm cười nói. Sa phong chủ, trảm linh nghi ngờ nói. Cứ giữ bí mật chuyện này đã, đợi sau này có cơ hội thì lại nói. Từ phàm nói. Trong ba năm này, Sa Diêu đã ổn định được Hợp Kim Đạo Khí Vạn Năng căn bản nhất, trước mắt đang nghiên cứu Hợp Kim Đạo Khí Vạn Năng tính năng cao. Ý đồ muốn chiếm đoạt linh khoáng cấp tiên khí diễn hóa ra năm phần đặc tính, đây là hạng mục mà Từ Phàm quan tâm nhất bây giờ. Thần bí như thế à? Đến lúc đó có thể tạo ra được một chiếc tinh chu có tính năng tốt hơn cả ẩn linh số 2. Đại khái là như thế. Từ Phàm gật đầu một cái. Đúng rồi, đại trưởng lão Món đạo khí mà ngươi đã luyện chế xong kia, khi nào thì chúng ta mới có thể luyện chế ra một con rối cấp đại thừa kỳ?" Trảm Linh có chút hưng phấn hỏi. "Cái này nói như thế nào đây, khoảng thời gian này nếu ngươi muốn xem thì vẫn hơi khó." Từ Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt đến cấp đại tông sư luyện khí, cảm thấy luyện chế ra một con rối cấp đại thừa kỳ thì không thành vấn đề. Nào ngờ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Từ Phàm câu cá nhàn rỗi không có việc gì, thì thôi diễn một chút bản đồ cấu tạo của con rối cấp đại thừa kỳ. Đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là nếu muốn khởi động con rối cấp đại thừa kỳ vậy thì nhất định phải tiêu hao linh lực ngũ hành bản nguyên mang theo một tia tiên linh chi khí. Sau khi Từ Nhất Phàm thôi diễn ra một chút tiêu hao linh lực ngũ hành bản nguyên thì đột nhiên cảm thấy vẫn là dùng ngọc phù phân thân của vô địch thiên tôn thì có lợi hơn một chút từ phàm nói một lượt tiêu hao của con rối cho trảm linh nghe mẹ ơi chỉ một chút thế này mà định mức ngũ hành bản nguyên một năm của cả tông môn đều hết luôn trảm linh cả kinh nói bàn phúc ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cảm giác số linh thạch mà mình kiếm được vẫn chưa đủ nhiều không chỉ những cái này mà vẫn còn phải tiêu hao chân linh cấp yêu tôn từ phàm có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt tay tiêu hao nhiều như thế thì hắn thà đánh thêm mấy quả pháo quỹ đạo để giải quyết vấn đề còn hơn thế con rối đại thừa kỳ này có thể đối phó vô địch thiên tôn không trảm linh hỏi nếu như có ta khống chế lại cộng thêm tiên khí phá linh chắc là có thể ngăn cản một lúc điều kiện tiên quyết là có đủ ngũ hành bản nguyên để tiêu hao từ phàn suy nghĩ một chút nói lại có thể ngang hàng với vô địch thiên tôn cái này tiêu hao cũng coi như là hợp lý Trảm Linh suy nghĩ một chút nói, hắn hoàn toàn không chú ý đến cái câu nếu như có ta thao túng của Từ Phàm. Vốn còn muốn tối ưu hóa một chút, nhưng suy nghĩ một chút thì hay là vẫn luyện chế ra đã, làm con ác chủ bài cuối cùng của tông môn chúng ta. Từ Phàm nói. Đại trưởng lão, hay là sau này ta sẽ chủ yếu đi thu thập ngũ hành bản nguyên." Bàn Phúc ở bên cạnh nói. Hắn bây giờ đã có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu với Ẩn Linh môn con ác chủ bài của tông môn càng thâm hậu, thì chỗ dựa của hắn càng vững chắc. Không cần, ngũ hành bản nguyên của tông môn cũng đủ dùng, ngươi cứ theo tỷ lệ vừa nãy là được. Từ phàm phất tay một cái nói, tụ linh trận của tông môn nhà mình có thể ngưng tụ ngũ hành bản nguyên, hơn nữa mỗi năm lại giàu hơn một chút, cấp dưỡng một con rối đại thừa kỳ thỉnh thoảng mới dùng một chút cũng không thành vấn đề. Không thiếu ngũ hành bản nguyên, nhưng chắc là thiếu chân linh của yêu tôn nhĩ. Đột nhiên Trảm Linh hưng phấn nói: "Cho ta một phân thân của Bồ Đào, phối cho ta thêm hai quả Pháo Quỷ Đạo, hai đại đội con rối hợp thể kỳ, ta sẽ bắt cho ngươi mấy yêu tôn ở thông đạo hai giới gần nhất." Trảm Linh hưng phấn xoa tay, hắn đã nghĩ xong chiến thuật hết rồi. Nếu như một mình không đánh được thì quần đấu, nếu như không đánh được thì dùng Pháo Quỷ Đạo cản ở phía sau. Trảm Linh trưởng lão lâu rồi không đánh nhau à?" Từ Phàm cười nói. "Mấy năm không động thủ." cuối cùng vẫn hơi ngứa tay. Trảm Linh cười hà hà nói. Cứ sắp xếp theo lời của Trảm Linh trưởng lão đi, bồ đào trang bị đầy đủ cho hắn, bên ngoài từ trong tông môn tập trung hai viên truyền tống châu cấp đạo khí. Từ Phàm nói. Hai người ăn nhịp với nhau, một người cần chân linh của yêu tôn, một người thì muốn ra ngoài đánh nhau. Cái yêu cầu này Từ Phàm cảm thấy nếu như hắn lại không phối hợp nữa, thì Trảm Linh sẽ có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, một con rối cầm hai viên truyền tống châu xuất hiện ở bên cạnh Từ Phàm. Hai viên truyền tống châu này, Trảm Linh trưởng lão cất vào, gặp phải người không đánh được thì truyền tống ngay lập tức. Đồ có thể mất, nhưng ngàn vạn lần Trảm Linh trưởng lão không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Phàm nghiêm túc nói: "Đa tạ đại trưởng lão." Trảm Linh có chút cảm động nhận lấy truyền tống châu trong tay con rối, cảm thấy chỗ dựa này quá là săn sóc. "Cảm ơn cái gì chứ?" ta vẫn chờ trảm linh ngươi trùng tu trở thành vô địch thiên tôn trấn thủ tông môn cho ta nữa từ phàm cười nói nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại trưởng lão trảm linh nói xong thì hưng phấn chuẩn bị xuất hành sang tôn giả yêu tộc đại trưởng lão ta có thể giúp gì cho tông môn không bàn phúc ở bên cạnh nói kết hợp cả lao động và nhàn hạ chăm chỉ tu luyện tranh thủ vạn cổ trường tồn với tông môn từ phàm thông thả nói bây giờ không biết tại sao hắn cảm thấy chi phí để hắn trở thành cá mặn càng ngày càng cao nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại trưởng lão bàn phúc kích động nói chỉ một câu nói ngắn gọn của từ phàm trong nháy mắt đã làm cho hắn nhận thức được trách nhiệm trên vai quan trọng dường nào đừng có kích động như vậy cũng có phải bảo ngươi đi đánh giặc đâu từ phàm cười nói bàn phúc như được tiêm kích thích sau đó lái số hiệu xà linh lại xuất phát về phía vực cực không Hai, ai cũng chăm chỉ như thế, chẳng còn ai câu cá với ta nữa. Từ phàm thở dài một tiếng nói. Cũng không biết huynh đệ tốt kia của ta thế nào rồi, từ phàm cảm thấy phúc lợi của mình nên dùng đúng chỗ. Viêm châu, phu phụ vương vũ luân như đang dẫn theo nữ nhi tìm vật gì đó. Linh nhi, ngươi hãy trở về tông môn với ta đi, những năm nay làm khó ngươi rồi. Vương vũ luân nhìn nữ nhi đau lòng nói. Cha, ta không đi, Sư phụ ta còn đang không rõ sống chết, nếu bây giờ ta đi, há chẳng phải là vong ân phụ nghĩa à?" Vương Linh Nhi lắc đầu một cái nói. "Chuyện của sư tôn ngươi, ta đã bảo Bồ Đào đi kiểm tra rồi, khu vực chu vi hơn 10 vạn cây số của cả tiên thành đều đã tìm hết một lượt rồi." Những lời phía sau Vương Vũ Luân không nói, nhưng đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. "Ta có cảm giác, có thể sư phụ bị vây trong một bí cảnh nào đó, chỉ cần tìm được là có thể cứu sư phụ ra." vẻ mặt Vương Linh Nhi kiên định nói. Được rồi, chúng ta không sốt ruột, cha nương sẽ tìm với ngươi. Mộ dung thiến nhi bên cạnh ôn nhu kéo tay Vương Linh Nhi nói. Xa cách nhiều năm như vậy, bây giờ nàng nhìn nữ nhi thế nào cũng không đủ. Đa tạ cha nương có thể cùng tìm sư tôn với ta. Vương Linh Nhi cảm động nói. Còn không phải là vì muốn ở cạnh ngươi à, Vương Vũ Luân đứng trên linh thuyền, nhìn đất nước phía dưới luôn luôn có phàm nhân lướt qua không kìm được cảm khái. Hy vọng yêu tộc không muốn khuếch trương tới nơi này. Phu quân đừng nghĩ nữa, khuếch trương tới đây ít nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm, đến lúc đó, không chừng nhân tộc đã trấn áp được yêu tộc rồi. Mộ dung thiến nhi đi tới bên cạnh vương vũ luôn nói. Cha, bây giờ thế cục của nhân tộc và yêu giới bên đại lục trung tâm càng nghiêm trọng hơn à, vương linh nhi tò mò hỏi. Hiện tại vẫn tốt hơn chút, không gian toàn bộ tu tiên giới bị phong ấn một ít thánh địa tông môn có thực lực cường đại và tiên thành vẫn có thể che chở phàm nhân vương vũ luôn nói nếu như có thể ta muốn mời sư tôn ngươi đưa ngươi cùng đến ẩn linh môn hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhi cách xa mình quá rất không yên tâm sau khi tìm được sư tôn ta sẽ thử khuyên một chút lúc sư tôn rời đi thì quan hệ với tông môn không tốt vừa không thấy sư tôn thì ta đã rời khỏi tông môn đợi ở tiên thành một thời gian. Vương Linh Nhi nói, không bị oan ức gì chứ. Nếu như chịu oan ức thì nói với cha, cha xả giận cho ngươi. Vương Vũ Luân lại hỏi, nữ nhi lanh lợi như thế, sao lại phải chịu oan ức chứ? Vương Linh Nhi cười nói, ngay vào lúc này, giọng nói của phân thân bồ đào vang lên. Phong chủ, đã dò được vị trí lần cuối cùng sư tôn của quý thiên kim xuất hiện, căn cứ theo tình báo đã chế định ra một con đường lục soát tốt nhất. Một quần sáng xuất hiện trước mặt ba người, phía trên có một tuyến đường ảo dọc theo tiên thành ra ngoài, phía trên ghi chú các địa điểm khả nghi. Chúng ta trở về tiên môn trước, tu sửa một phen sau đó lại đi tìm sư tôn của Linh Nhi. Vương Vũ Luân vẫy tay nói, không biết tại sao, hắn cảm giác trên quần sáng có một địa điểm làm hắn thấy rất có cảm giác. Ba ngày sau, ngàn dặm bên ngoài tiên thành. Vương Vũ Luân phái ra hết đội hộ vệ của hắn, hình thành một đại hạm đội linh thuyền. Lúc này xung quanh Vương Vũ Luân có khoảng 100 con rối hợp thể kỳ xung quanh, còn có một vạn con rối luyện hư kỳ bảo vệ ở bên ngoài. Trên bầu trời còn có 18 viên trấn yêu tinh bên trong có hai quả pháo quỷ đạo. Mấy ngàn vệ tinh vũ khí thiên cơ cung cấp bản đồ tình báo giúp đỡ. "Cha, đây chính là sắp xếp của ngươi khi xuất môn à?" Vương Linh Nhi khiếp sợ nói trước khi ta xuất môn đại trưởng lão đã cứng rắn đưa cho ta qua một thời gian không yên tâm lại bảo trảm linh trưởng lão đưa đến vương vũ luân cười nói xuất môn nhiều năm như vậy hắn cũng hơi nhớ từ phàm cha từ bá bá tốt với ngươi quá sắp xếp cho ngươi như vậy thì công chiếm một tiên thành cũng được luôn vương linh nhi cười nói công chiếm tiên thành sao quan trọng bằng tìm sư tôn với nữ nhi được vương vũ luân cười nói bồ đào đánh dấu vị trí sư tôn vương linh nhi có thể xuất hiện trên bản đồ nơi xa nhất đã cách tiên thành hơn triệu dặm nơi đó là thiên hạ của yêu thú cộng thêm phân thân của bồ đào đều cần số liệu khổng lồ để phân tích sóng linh khí phán đoán nơi nào có bí cảnh cho nên vương vũ luân dứt khoát lấy hết tất cả con rối và linh thuyền ra để phòng ngừa nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn một hạm đội linh thuyền khổng lồ nhanh chóng tiến về một phương hướng nào đó trên đường luôn luôn có yêu thú muốn tập kích hạm đội linh thuyền đều bị con rối nhẹ nhàng chém chết ba người với một hạm đội linh thuyền tìm kiếm suốt nửa năm ta cảm giác như sư tôn đang ở phía trước tại sao lại không tìm được chứ mặt vương linh nhi lộ vẻ khổ sở nói không nên gấp từ từ tìm ta tin sư tôn nhất định còn sống vương vũ luân đi tới bên cạnh nữ nhi an ủi nói vương phong chủ kiểm tra thấy phía trước có linh khí dị thường có khả năng là ở đó có bí cảnh. Hy vọng lần này là thật. Vương Vũ Luân trong đợi nói. Ta cảm giác lần này sư tôn nhất định ở bên trong. Vương Linh Nhi kiên định nói. Vậy được, chúng ta hãy đi xem xem. Vương Vũ Luân nói. Trong nửa năm nay, bọn họ đã kiểm tra được bốn cái di tích. Mỗi một di tích đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có sư tôn của Vương Linh Nhi một trăm con rối luyện hư kỳ dò xét di tích chuyên nghiệp từ trên linh thuyền bay xuống biến mất về phía của di tích lúc này sư tôn của vương linh nhi đang bị một con yêu thú cấp đại thừa kỳ đuổi giết trong di tích ta không thể chết được linh nhi còn đang ở bên ngoài nếu ta chết nàng ở trong tông môn bị bắt nạt thì phải làm sao sư tôn vương linh nhi vô cùng kiên định nói cũng may là con yêu thú này chưa sinh linh trí ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi nó sư tôn vương linh nhi vừa nói xong thì thân ảnh đã ẩn vào trong không trung hống con yêu thú đại thừa kỳ kia thấy con mồi của nó đã biến mất nhất thời ngửa mặt lên trời gào to sóng âm khuếch tán ra trong nháy mắt đã đánh bật thân ảnh của sư tôn vương linh nhi ra ngoài đúng lúc này phía trước sư tôn vương linh nhi lại xuất hiện một con yêu thú đại thừa kỳ sư tôn vương linh nhi hơi tuyệt vọng nhìn về phía trước Thế mà vẫn còn một con yêu thú cấp đại thừa kỳ. Ngay vào lúc hai con yêu thú đại thừa kỳ nhào về phía sư Tôn Vương Linh Nhi, cả bí cảnh đột nhiên chấn động một cái. Một cánh cửa lớn mở ra trên bầu trời. Sư Tôn Vương Linh Nhi thừa dịp hai con yêu thú đại thừa kỳ ngẩn người nhìn lên bầu trời, nhanh chóng bỏ chạy. Một hạm đội linh thuyền khổng lồ đi qua từ cửa lớn sau đó có hai quả pháo lớn kỳ dị phát ra ngân quang trong nháy mắt đã nổ suy người hai con yêu thú đại thừa kỳ kia. Quanh! Dư âm của pháo quỷ đạo bắn xuống mặt đất, trong nháy mắt đã làm địa hình trong phạm vi lớn sụp đổ. Vương Vũ Luân đứng trên linh thuyền nhìn thấy mặt đất bị bao trùm bởi khói mù. Phân thân bồ đào, quét sạch khói mù. Vương Vũ Luân bình tĩnh nói. Trong mắt hắn đánh chết hai con yêu thú đại thừa kỳ chỉ là một cảnh nhỏ mấy con rối thuật pháp luyện hư kỳ liên hiệp thi triển bạo vũ chi thuật chỉ trong chốc lát mặt đất vốn bị bao phủ bởi khói mù đã được làn mưa xối xả gột rửa linh nhi hình như ta thấy sư tôn ngươi vương vũ luân nhìn phía xa như đã bị bóng dáng xinh đẹp làm kinh ngạc đến ngay người nói cùng lúc đó sau khi sư tôn vương linh nhi biết được mình đã được cứu nhìn về phía bầu trời vừa hay nhìn thấy vương vũ luân trên bông thuyền linh thuyền Lúc này Vương Vũ Luân một bộ áo dài trắng, như đích tiên đứng trên linh thuyền. dáng người ngạo nghễ mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy như tinh hà trong bầu trời đêm. Lúc này ánh mắt của Vương Vũ Luân vừa hay cũng nhìn về phía sư tôn Vương Linh Nhi. Một khắc kia, dường như nàng nhìn thấy một luồng quang, thắp sáng nàng từ chỗ sâu tuyệt vọng. Ngay lúc sư tôn Vương Linh Nhi muốn đi lên cảm ơn một phen. Một động quang đã từ trên linh thuyền lao xuống, rút vào trong ngực nàng sư tôn cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi vương linh nhi ôm chặt lấy sư tôn nàng chôn đầu vào trong chỗ mềm mại kia sư tôn cuối cùng đồ nhi cũng tìm được người rồi khoảng thời gian này đồ nhi nhớ ngươi chết đi được vương linh nhi khóc nức nở nói người đứng trên linh thuyền kia là ai hắn là ân công cứu mạng ta sao sư tôn vương linh nhi hỏi trước đó là cha ta sư tôn ngươi không nhận ra sao vương linh nhi nghi hoặc nói đó là cha ngươi. Trước kia ta đã có duyên gặp một lần, sao lại nhìn không giống nhỉ?" Sư Tôn Vương Linh Nhi hơi khiếp sợ nói. "À, cha ta đang mở cái thần thông gọi là đặc hiệu chiến đấu gì đó, đợi sau khi cha ta biến lại thì chắc là sư Tôn có thể nhận ra rồi." Vương Linh Nhi cười nói. "Sư Tôn, Đồ Nhi trăm ngàn cây đắng, chịu mọi uất ức mới tìm được ngươi. Không phải ngươi nên an ủi Đồ Nhi trước sao?" Vương Linh Nhi nũng nịu nói lúc này hạm đội linh thuyền khổng lồ kia cũng từ từ đáp xuống tú tâm tiền bối ngươi không sao chứ phu phụ vương vũ luân đi xuống từ trên linh thuyền đa tạ vương đạo hữu mộ dung đạo hữu cứu giúp tú tâm cảm kích nói sao trong ánh mắt có một chút thất vọng nho nhỏ tú tâm đạo hữu khách khí rồi ngài là sư tôn của linh nhi theo lý thì nên như vậy vương vũ luân khách khí nói sau khi mấy người nói chuyện của một phen sau vương vũ luân nói ra nghi ngờ sao tiền bối lại bị vây ở đây lâu như thế vương vũ luân nói lúc này con rối trên linh thuyền bắt đầu đề phòng phân bố trong vòng phương viên mấy trăm dặm loại bỏ hết tất cả mọi thứ có thể uy hiếp đến vương vũ luân mặc dù tú tâm có hơi khiếp sợ với thực lực của những con rối này nhưng cũng không hỏi thăm quá nhiều bí cảnh này không có cửa ra ta đã tìm ở bí cảnh này mấy năm rồi nhưng cũng không tìm được cách ra ngoài hơn nữa bây giờ cũng đã liên lụy đến các ngươi rồi." Tú Tâm có hơi xấu hổ nói. "Phân thân Bồ Đào có phát hiện cửa ra của bí cảnh không?" Vương Vũ Luân hỏi. Kiểm tra đến một pháp trận kỳ dị, đang phân tích công dụng, chắc là có liên quan đến cửa ra. Giọng nói của Phân thân Bồ Đào vang lên. Ban đầu vì sự an toàn của huynh đệ tốt, từ phàm nghĩ đến hết mọi khả năng, thậm chí còn giao cho Phân thân Bồ Đào tất cả quyền hạn dự trù cần thời gian ba ngày xin hãy kiên nhẫn chờ đợi sau khi vương vũ luân nghe thấy lời của phân thân bồ đào nói chúng ta cứ đợi trước đã cuối cùng nhất định sẽ có cách ra ngoài vậy về động phủ của ta trước đi nơi đó tương đối an toàn tú tâm gật đầu một cái được một sơn cốc bốn mặt đều bị gió lốc lớn bao trùm mấy người lấy nguyên liệu ngay tại chỗ làm một bữa dạ tiệc vô cùng phong phú không biết sau khi tiền bối ra khỏi bí cảnh thì có dự định gì vương vũ luân hỏi sau khi đi ra ngoài ta muốn đưa linh nhi đi ẩn cư chăm chỉ tu luyện sau này lúc hai giới dung hợp đến chỗ này thì có thể có cái vốn an thân lập mệnh tú tâm suy nghĩ một chút nói nếu như thế hay là tiền bối đưa linh nhi trở về ẩn linh môn với ta được không bây giờ tông môn ta đã thanh trừ toàn bộ tất cả yêu tộc xung quanh rồi đã không còn họa yêu tộc rất thích hợp để ẩn cư tu luyện. Vương Vũ Luân mời. Đúng vậy, bây giờ tông môn rất an toàn, tiền bối trở về với chúng ta đi. Mộ Dung Thiến Nhi cũng khuyên cùng nói. Cho ta suy nghĩ một chút đã. Tú Tâm nói. Lúc này, một con rối hợp thể kỳ, trong tay cầm linh khoáng cấp đạo khí đã tinh chế xong, đi tới bên cạnh Vương Vũ Luân. Trong bí cảnh, phát hiện linh khoáng cấp đạo khí khổng lồ, huyền phong lôi thiết xin hỏi có cho phép khai thác hay không? Giọng nói của phân thân bồ đào vang lên. Huyền phong lôi thiết. Loại linh khoáng này thích hợp luyện chế đạo khí gì? Vương Vũ Luân tò mò hỏi. Thích hợp với các loại hình đạo khí, cho dù là công kích, đạo pháp hay là tinh chu cũng đều thích hợp. Mạch linh khoáng lớn trong bí cảnh này, có thể luyện chế ra một chiếc tinh chu không? Vương Vũ Luân đột nhiên có hơi kích động nói. Có thể, giọng nói của phân thân bồ đào vang lên. Vậy thì tăng tốc độ khai thác, tranh thủ mang hết những linh khoáng cấp đạo khí này về tông môn. Vương Vũ Luân trở nên hưng phấn, cho dù là hắn có không hiểu chuyện bên ngoài ở tông môn, thì hắn cũng biết tinh chu rất quan trọng với một tông môn. Cha, ngươi đừng quên, chỗ linh khoáng này còn có một phần của ta và sư tôn nữa." Vương Linh Nhi ở bên cạnh nói. "Sao ta lại quên ngươi với sư tôn ngươi được chứ, yên tâm, sau khi các ngươi trở về với ta." ta sẽ giúp các ngươi có được chỗ tốt vương vũ luân cười nói cha không cần ngươi cho đến lúc đó ta tự đến chỗ của từ bá bá vương linh nhi cười nói nàng nhớ trước kia khi còn bé mỗi lần đến chỗ từ bá bá đều có rất nhiều đồ chơi với đồ ăn ngon thậm chí bây giờ ngay cả đến bảo khí nàng đang dùng cũng là do từ bá bá luyện chế không thành vấn đề khi còn bé từ bá bá thương ngươi nhất lúc gặp ngươi nhất định sẽ rất vui mừng vương vũ luân cười nói lúc trước khi vẫn ở tông môn từ phàm đã bảo hắn đón linh nhi về rất nhiều lần sư tôn từ bá bá ta là luyện khí tông sư đến lúc đó ta sẽ xin từ bá bá luyện chế đạo khí cho ngươi vương linh nhi cười nói linh nhi có lòng rồi trong lòng tú tâm có hơi không bình tĩnh không biết trong lòng đang nghĩ gì ba ngày trôi qua mấy người vương vũ luân đang nghe phân thân bồ đào báo cáo ngươi nói là chúng ta còn phải ở đây nghỉ ngơi 4 năm thì mới có thể ra khỏi bí cảnh vương vũ luân nói là có thể sẽ đi từ bí cảnh này đến bí cảnh khác hơn nữa căn cứ theo suy tính thì xác suất rất lớn phân thân bồ đào nói thì ra là không tìm được cửa ra vương vũ luân có chút không cam lòng nói căn cứ theo suy tính cửa ra có thể ở trong bí cảnh khác nghe được lời của phân thân bồ đào vương vũ luân thở dài cứ khai thác linh khoáng đã, đến lúc đó đợi sau khi bắt đầu vào cửa bí cảnh khác thì lại nói. Chẳng biết tại sao, Vương Vũ luôn nghĩ đến trước kia lúc mình xuất môn, đều sẽ tìm từ phàm bói một quẻ. Lần này lúc xuất môn, từ phàm đại ca đã tính cho ta, khỏe mạnh bình an trường thọ, vì vậy chắc là cái bí cảnh này cũng không có nguy hiểm gì. Vương Vũ luôn nói với mọi người bên cạnh. Lúc này, từ phàm đang trên thập vạn lý cự hồ, đột nhiên hắt hơi một cái ai đang nhớ ta à từ phàm vừa vuốt ve trứng rồng trong tay vừa nói sư phụ ta thấy chắc là vương sư thúc nhớ ngươi rồi trong tay từ nguyệt tiên cũng có một quả trứng rồng vỏ xanh đoán chừng là thời gian này bảo trảm linh trưởng lão đi viêm châu xem xem hẳn là sư thúc ngươi sắp trở về rồi từ phàm vừa nói vừa đánh một đạo ngũ hành bản nguyên vào trong trứng rồng gần đây ngươi lại đi nơi đó chơi lâu rồi chưa gặp ngươi Hai người đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, nói chuyện trên linh thuyền. Chạy đến chỗ cách tông môn chúng ta hơn 10 triệu cây xem xem. Ta phát hiện ở đó có một yêu tộc rất thần kỳ, tên cũng rất thú vị, linh giáp yêu. Thích phụ thân trên người sinh linh, tạo thành một tầng hộ giáp thật dày, chỉ là linh giáp yêu hợp thể kỳ, nhưng hộ giáp được hình thành lại có lực phòng ngự của pháp bảo phòng ngự cấp đạo khí. Từ Nguyệt Tiên lấy một vật chất màu xám cho ra, giới thiệu cho từ phàm đây không phải là sờ lai sao, từ phàm đột nhiên có chút ngạc nhiên nói. Chúng ta là tộc linh giáp yêu, không phải là sờ lai. Vật chất màu xám cho kia, hình thành mắt và miệng nói với từ phàm. Cũng không khác gì nhau. Từ phàm có hơi hoài niệm nói. Ngươi đã thu phục được tộc này rồi sao, từ phàm hỏi, hắn cảm thấy yêu tộc này rất thú vị, mang về bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng có thể trọng dụng. Đây mới là điều thần kỳ, bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh cả một đất nước phàm nhân phụ thuộc vào những phàm nhân trên người có linh căng dạy bọn họ tu luyện làm cho những phàm nhân kia thờ phụng họ từ nguyệt tiên nói ta thấy phàm nhân ở đó an cư lạc nghiệp phồn vinh hơn trước vì vậy cũng không quấy rầy nhiều theo lý mà nói các ngươi hẳn là phụ thuộc vào đại tộc trong yêu tộc sao lại hết lần này đến lần khác chạy tới đây từ phàm nhìn vật chất màu xám cho kia tò mò hỏi tộc chúng ta phân chia ra làm hai phái, một là loại giáp hèn yếu phụ thuộc vào cường giả. Hai là chính là chúng ta chủ trương độc lập, tự mình bồi dưỡng sinh linh mình phụ thuộc vào, chủ đạo vận mệnh của chúng ta. Tu sĩ nhân tộc, nếu như ngươi muốn nô dịch toàn tộc chúng ta, chúng ta dẫu có chết cũng không chịu, vật chất màu xám cho ngưng tụ ra ngũ quan, lộ ra thần thái bất khuất, như có ý tuyên chiến. Từ Nguyệt Tiên phất tay một cái, bỏ tộc linh giáp vào trong lòng vạn thú sư phụ xử lý tộc linh giáp này thế nào từ nguyệt tiên hỏi tập trung linh thuyền và tinh chu đón tất cả phàm nhân và tộc linh giáp trên đất nước phàm nhân đó về ta nghĩ là ẩn linh môn chúng ta lại có thêm một loại yêu tộc rồi từ phàm cười nói hắn đột nhiên cảm thấy tộc linh giáp này rất thích hợp điều khiển con rối hôm nào có cơ hội thì thử một chút ngay lúc này trứng rồng vỏ xanh trong tay từ phàm đột nhiên nhảy cẩn lên hung hãn nện vào trứng rồng trong tay từ nguyệt tiên xong lại đánh nhau từ phàm nhức đầu nói sư phụ tại sao trứng rồng của ngươi cứ thích gây sự với trứng rồng của ta từ nguyệt tiên không biết làm sao nói ai biết có thể là trời sinh đã không vừa mắt nhau từ phàm nhìn hai quả trứng rồng càng đánh càng xa nói dù sao thì vỏ của chúng nó cứng cứ để chúng nó đánh đi từ nguyệt tiên nhìn hai quả trứng rồng đang đánh nhau ở phía xa cười ngay lúc này một chiếc tinh chu cổ điển có hai cánh ở phía xa bay về phía của từ phàm thiên linh tôn giả cuối cùng ngươi được thả ra rồi từ phàm hơi ngạc nhiên mừng rỡ nói theo ghi chép của bồ đào từ lần trước sau khi tinh chu cổ điển được tu bổ xong đám người thiên linh tông trở về thì thiên linh tôn giả cũng không đến đây nữa thiên linh tôn giả từ trên tinh chu cổ điển đi xuống ngồi trên một chiếc linh thuyền nhỏ bay về phía của từ phàm ta vừa mới dưỡng thương xong muốn đến chỗ của đại trưởng lão xem một chút thiên linh tôn giả vừa nói thân thể không tự chủ được trung một cái từ phàm nhìn trạng thái của thiên linh tôn giả giống như bị điện giật thì biết thần thông mà mình đưa cho thiên linh tôn giả không có chỗ dùng thần thông mà ta đưa cho tôn giả bị thái thượng đại trưởng lão của quý tông phát hiện rồi sao từ phàm hỏi Lão đại chẳng những bóp nát linh hồn trọng giáp của ta, mà còn cho ta thêm mười mấy cái hình phạt lôi điện. Thiên linh tôn giả bày ra vẻ không dám nghĩ lại chuyện cũ. Cho nên lần này ta tới, là muốn đại trưởng lão trị thương giúp ta, xem xem có linh đan gì có thể làm chậm lại hậu di chứng của hình phạt lôi điện này. Thiên linh tôn giả vừa nói thân thể lại không tự chủ được trung một cái. Nếu như bây giờ không chữa trị, loại hậu di chứng này sẽ kéo dài ít nhất 8-9 năm vẻ mặt thiên linh tôn giả đau khổ nói trong lòng nghĩ cũng coi như là vãn hồi chút tổn thất đạo khí mà hắn cho từ phàm cũng không có mặt mũi mà lấy lại vậy nên muốn từ phàm giúp hắn giảm tốc độ của hậu di chứng hình phạt lôi điện để vãn hồi chút tổn thất tôn giả mấy năm nay chắc là cũng không dễ chịu gì từ phàm có chút đồng tình nói hắn nhìn cái trạng thái này của thiên linh tôn giả cũng biết phải chịu bao nhiêu đau khổ sống không bằng chết có chút muốn đồng quy vô tận với lão đại cuối cùng ta thắng xe lại được thiên linh tôn giả yếu ớt nói thiên linh tôn giả cái tính từ không thích hợp này rất là thích hợp để từ phàm hiểu được đau khổ trong đó một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay từ phàm đây là nhuận hồn đan có hiệu quả hóa giải đau đớn trên linh hồn tôn giả thử ăn một viên xem có hiệu quả không từ phàm nói loại linh đan này đều là hắn thuận tay luyện chế từ lần trước sau khi hắn luyện đan suýt thì bị lật xe, thì thỉnh thoảng sẽ luyện chế mấy lò linh đan. Vậy đa tạ đại trưởng lão. Thiên linh tôn giả nói xong, không kịp chờ mà nhận lấy hộp ngọc, cầm nhuận hồn đan lên ăn. Thiên linh tôn giả ăn nhuận hồn đan xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác đã thương tê dại trong linh hồn đã được tưới lên dòng nước linh hồn, có cảm giác như khô hạn lâu ngày được gặp sương ngọt. Hô! Thiên linh tôn giả thở vào một cái thật dài. Có hiệu quả, nhưng mà cảm giác như hậu di chứng vẫn chưa được diệt trừ tận gốc. Đại trưởng lão có còn loại linh đan này nữa không?" Thiên Linh Tôn giả nói. Loại linh đan thiên môn này không luyện chế số lượng lớn, nhưng trong bảo khố vẫn còn linh dược tương ứng, lại luyện chế là được. Từ Phàm ra vẻ đây chỉ là vấn đề cỏn con. "Vậy đa tạ đại trưởng lão." Thiên Linh Tôn giả cười nói. "Khách khí rồi." Từ Phàm phất phất tay, đại trưởng lão lần này ta tới cho ngươi một tin tức quan trọng theo như cảm nhận của lão đại cường độ của phong ấn không gian có hơi yếu đi dự đoán hai nghìn năm sau phong ấn không gian sẽ tan vỡ thiên linh tôn giả đột nhiên thần bí nói với từ phàm thế a à, vẫn cần hai nghìn năm nữa mới có thể giải trừ phong ấn không gian từ phàm làm bộ kinh ngạc nói trong lòng thì lại tháng phục lực quan sát của thái thượng đại trưởng lão thiên linh tông 2000 năm, thế lực của nhân giới và yêu giới sẽ được định hình. Một khi phong ấn không gian được giải trừ, vậy thì chính là đại chiến toàn diện. Thiên linh tôn giả thổn thức nói, tông môn của hắn có vô địch thiên tôn trấn giữ, đại tộc yêu tộc bình thường không dám kiếm chuyện với bọn họ. Đến lúc đó lại là một trận sinh linh đồ tháng. Từ phàm thở dài nói, cho nên bây giờ hội trưởng lão đã bắt đầu lên kế hoạch. Dự trù thành lập 108 tòa cự thành ở tu tiên giới, mỗi một thành đều có vô địch thiên tôn trấn thủ, trước khi ta đi, hội trưởng lão đang thương lượng với lão đại chuyện này. Thiên linh tôn giả nói, tại sao là 108 tòa, từ phàm có chút nghi ngờ hỏi. Trước mắt ở tu tiên giới chỉ còn lại 108 vô địch thiên tôn có thể ở lại hơn 5.000 năm, lão đại là một trong số đó. Thiên linh tôn giả cười nói, thái thượng đại trưởng lão lại trẻ như thế à, từ phàm đổi loại phương thức nhẹ nhàng vỗ thái thượng đại trưởng lão thiên linh tông một cái. Ta và lão tam kém lão đại 200 tuổi. Bây giờ lão đại đã trở thành vô địch thiên tôn rồi, còn ta và lão tam cái gì cũng không phải. Thiên linh tôn giả buông tay một cái nói. Tôn giả và thái thượng tam trưởng lão thiên linh tông đã rất lợi hại rồi. Lần này ta tới còn có một việc, là muốn cùng trảm linh trưởng lão của các ngươi đi vực cực không đào mỏ, giữa hai bên cũng tiện phối hợp với nhau thiên linh tôn giả nói ra mục đích chủ yếu của lần này chuyện này ngươi còn nói với ta cứ tìm thẳng trảm linh hai người thương lượng là được từ phàm cười nói lần này lúc ta đi ra lão đại đã truyền mệnh lệnh nhiệm vụ cho ta nếu không lấp đầy linh khoáng vào không gian kho hàng của tinh chu cổ điển thì đừng có mà về chuyến này đi chắc là cũng phải hơn một năm nên ta muốn qua đây tìm bạn đi cùng thiên linh tôn giả nói thì ra là như vậy từ phàm gật đầu một cái không lâu sau một động quan huyết sắc bay ra từ ẩn linh đảo bay về phương hướng của từ phàm thiên linh đạo hữu muốn kết bạn với ta đi vực cực không đào mỏ được luôn ta đang buồn lúc đào mỏ không có ai nói chuyện cùng trảm linh nghe được lời thỉnh cầu của thiên linh tôn giả lúc này cười to không phải chỉ là một tin chu linh khoáng sao thiên linh đạo hữu đi theo ta, bảo đảm không tới một năm là ngươi có thể lấp đầy tinh chu. Trảm linh bảo đảm nói. Vậy thì đa tại trảm linh đạo hữu rồi. Thiên linh cùng cười nói. Lúc này, từ phàm lặng lẽ tính một quẻ. Trảm linh và thiên linh, vừa nghe đã thấy tên tương khắc, cùng ra ngoài, đến lúc đó đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Trảm Linh và Thiên Linh đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường, bọn họ đều nhìn về phía từ phàm đại trưởng lão đang làm gì thế trảm linh nghi ngờ nói không sao không phải các ngươi muốn kết bạn cùng đi sao cho nên ta thuận tay bói cho các ngươi một quẻ yên tâm đi quẻ về nhà phúc lộc là chuyện tốt từ phàm cười nói vậy thì tốt thiên linh tôn giả nói ba ngày sau thiên linh tôn giả cầm hai lò nhuận hồn đang từ phàm luyện chế cho hắn kết bạn cùng đi với trảm linh điều khiển tinh chu bay về hướng vực cực không. Trảm linh thiên linh, nghe có vẻ rất có tình yêu đồng giới đó. Từ phàm nhìn hai chiếc tinh chu rời đi cười nói. Cách ẩn linh môn xa ngàn vạn dặm, có một đất nước phàm nhân đã bị đại quân con rối bao vây. Ta biết sau lưng các ngươi là ẩn linh môn. Một nam tử trung niên mặt ngân giáp nói. Ngươi bây giờ là lấy thân phân của nhân tộc hay là thân phận của linh giáp để nói chuyện, con rối hợp thể kỳ cầm đầu nhìn nam tử trung niên nói. Có cái gì khác nhau chứ? Bây giờ toàn bộ vương triều chúng ta đều là vùng đất bạn linh của yêu tộc linh giáp rồi. Cuộc sống của phàm nhân chúng ta còn tốt hơn trước, không cần đến ẩn linh môn các ngươi bảo vệ. Nam tử trung niên nói. Lúc này một quần sáng xuất hiện ở trên trời, phía trên là đại ngộ của thành viên yêu bộ trong ẩn linh môn và cả đại ngộ sẽ nhận được sau khi quy phục ẩn linh môn. Lúc này, nam tử trung niên mặt ngân giáp mọc ra một gương mặt nhìn con rối nói, tộc linh giáp chúng ta sẽ không quy phục với bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà các ngươi đã bị bao vây, nếu không thần phục thì các ngươi chỉ có đại ngộ của yêu nô. Con rối hợp thể kỳ cầm đầu lạnh lùng mở miệng nói. Theo như tình báo của ẩn linh môn, yêu tộc linh giáp cũng coi như là đại tộc trong yêu giới, chỉ là bây giờ tộc bọn họ đã chia thành hai phái. Mà yêu tôn của tộc bọn họ thuộc về phái quy thuận yêu nô thì ngại gì. Tộc bọn ta diệt tuyệt thì cũng sẽ không giống một đám giáp hèn yếu kia, chỉ biết phụ thuộc vào cường giả. Giọng nói bất khuất của ngân giáp vang lên. Lúc này, từ phàm đang đứng ở phía xa quan sát tiết mục khuyên hàng. Thủ lĩnh của tộc linh giáp khá là cứng đầu. Từ phàm cười nói. Đất nước phàm nhân lúc này, đã bị trăm vạn con rối do từ phàm phái đi vây quanh. Trên trời dưới đất, một con ruồi cũng không thể bay ra trên bầu trời đất nước phàm nhân lại có linh kiện vệ tinh thiên cơ của tuyệt thực tụ linh trận tu tiên giới có câu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu này con rối dẫn đầu lạnh lùng nói các ngươi có năng lực biến bọn ta thành yêu nô nhưng trước khi bọn ta biến thành yêu nô sẽ kéo cả đất nước phàm nhân theo làm bạn trên mặt người mặt ngân giáp hiện lên vẻ tàn nhẫn đúng lúc này vô số linh quan phóng lên từ biên giới của nước phàm nhân cuối cùng hình thành một không gian ngăn cản linh khí ra vào các ngươi đã hết cơ hội rồi con rối dẫn đầu vừa nói xong tuyệt thực tụ linh trận trên bầu trời phát động ngay lập tức linh khí của nước phàm nhân nơi tộc linh giáp ở bị hút đi lượng lớn đồng thời trên bầu trời vàng lên một âm thanh kỳ diệu như tiên tử ca hát lại như đạo âm của trời tộc linh giáp bị vây hãm vừa định phản kháng lại bị âm thanh này mê hoặc ngược lại biến thành trạng thái khôi giáp vô cùng cứng cỏi không thể phá vỡ đặc tính của tộc linh giáp này không tìm một nơi để nịnh bợ dựa dẫm quả thực là tìm chết từ phàm nhìn màn sáng cười nói sau khi hắn nhìn thấy đám tộc linh giáp giống như sờ lai kia đã biết tất cả ưu khuyết điểm của tộc này ưu điểm chính là sức mạnh phòng thủ siêu mạnh của tộc linh giáp bất kể là tấn công pháp thuật hay tấn công vật lý đều có sức mạnh phòng thủ xuất sắc. Hơn nữa, thần thông của tộc Linh Giáp cũng có liên quan đến phòng thủ. Khuyết điểm là sức chống cự yếu kém đối với những pháp thuật loại mê hồn, một khi tinh thần mơ hồ, sẽ biến thành một bộ áo giáp cứng. Tinh thần mơ hồ, ta rút hết linh khí ra cho các ngươi, một đám các ngươi ngoan ngoãn hóa thành thạch đi. Từ phàm nhìn màn sáng nói. Ẩn linh môn, ngươi quá xem thường tộc linh giáp của ta, bây giờ tộc của ta sớm đã có cách đề phòng thuật mê hồn. Khuyết điểm này của tộc ta đã là chuyện mấy trăm năm trước. Ngay lúc Ngân Giáp đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn phát hiện thân thể đang chậm rãi mềm đi, linh lực trong cơ thể tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Hắn chưa kịp nói xong, đã biến thành một vũng chất lỏng sền sệt, ngã xuống từ nam nhân trung niên kia. Lập tức, hơn 10 vạn tộc linh giáp của cả nước phàm nhân biến thành thạch trước hết cứ nuôi dưỡng đi, nếu thật sự không khuất phục thì chỉ có thể tiến hành tẩy não. Từ phàm nói, hắn có chút hảo cảm với những hành vi của bộ tộc đến nhân giới này. Dù là bám vào người của phàm nhân có linh căn cũng không khống chế tâm trí, hòa bình sống chung. Tuân mệnh, bồ đào đát. Ba ngày sau, trước mắt từ phàm là một đám màu bạc như thạch. Nghĩ xong chưa? Phục tùng ẩn linh môn ta sẽ có ưu đãi rất lớn từ phàm nói nhìn về phía đám thạch màu bạc không chịu nhúc nhích trên mặt đất kia ta đã nói bọn ta thuộc dòng tộc linh giáp đời này không thể phục tùng chủng tộc hoặc cường giả khác cho dù khống chế được bọn ta tinh thần của tộc bọn ta vĩnh viễn lưu truyền trên khối thạch màu bạc xuất hiện một khuôn mặt người có chút kích động nói thứ như tinh thần có người ca tụng mới có thể lưu truyền dòng tộc các ngươi bị ta tận diệt rồi cho dù ta tiêu diệt các ngươi ngoại trừ ta biết người khác còn ai biết được từ phàm cười nói dù sao dòng tộc bọn ta không thể phục tùng nhân tộc khối thạch màu bạc bướng bỉnh nói ta đã thấy thần thông bổn mệnh của tộc các ngươi một lần thành thật mà nói thiên phú của tộc các ngươi rất mạnh nhưng công pháp thần thông bổn mệnh này quả nhiên là gánh nặng của tộc linh giáp các ngươi từ phàm nhàn nhã ngồi trên ghế tựa thưởng thức hai đám mây hùng nhị trên bầu trời trên tay cầm các loại đồ ăn vặt đây là trạng thái thoải mái nhất của hắn. Ta rất tán thưởng tộc của các ngươi, cho tộc các ngươi một cơ hội, hợp tác với ẩn linh môn bọn ta, thế nào? Khối thạch màu bạc nghe đến đó, vừa định nói chuyện thì đã bị từ phàm ngắt lĩ làm thành ý hợp tác. Ta sẽ giúp tộc các ngươi cải tiến công pháp và thần thông, cũng cung cấp phúc lợi cơ bản. Một tấm màn sáng xuất hiện trước mặt thạch màu bạc. Tụ linh trận cỡ lớn, con rối phụ thuộc cơ bản, đặt quyền giao dịch pháp bản đặc biệt cung cấp ngũ hành bổn nguyên cao nhất. Khối thạch màu bạc nhìn những quyền lợi và trách nhiệm trong màn sáng, dần có chút dao động. Nhưng cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, mẹ nó đây chẳng phải là điều kiện phục tùng cho hắn lúc trở về ban đầu sao, cái này có gì khác với điều kiện phục tùng các ngươi đưa ra lúc trước. Hơn nữa còn kém hơn điều kiện lần trước, khối thạch màu bạc cảm thấy mình bị lừa. Khác nhau lớn, điều kiện phục tùng trở thành điều kiện hợp tác, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là bình đẳng. Từ phàm dùng tay chỉ vào khối thạch bạc rồi chỉ vào chính mình, sau đó vẽ ra một ký hiệu bình đẳng trên không trung. Theo ý ta thì không có gì khác nhau. Khối thạch bạc nói, ít nhất còn dễ nghe một chút, giống như hai tộc lớn phục tùng tộc của ta, tộc Thỏ Ngọc Quang và tộc Nhạn Phong Lam Vũ, bọn họ đều là tộc phụ thuộc. Mà các ngươi là yêu tộc hợp tác với ẩn linh môn ta, ngoại trừ không thể chạy quá xa, còn lại đều rất tự do từ phàm chậm rãi nói kiểu cứng đầu như thế này trước kia hắn đã thấy rất nhiều có thể khuyên thì khuyên không khuyên được thì đổi cái khác hai chữ hợp tác đại diện cho tự do cũng có nghĩa là tinh thần của tộc các ngươi vẫn có thể tiếp tục lưu truyền lời nói của từ phàm đã đánh trúng nội tâm của khối thạch bạc ngươi phải nghĩ kỹ ta cũng không có kiên nhẫn với một thế lực nhỏ ngay cả yêu tôn cũng không có như ngươi Ngươi bỏ lỡ cơ hội này, chỉ có thể khiến toàn bộ dòng tộc các ngươi trở thành yêu nô. Từ phàm nằm trên ghế tự quay đầu lại, xoay đầu thản nhiên liếc mắt nhìn khối thạch bạc một cái. Hôm nay tâm trạng hắn tốt, mới có thể chủ động đi ra thuyết phục. Khối thạch bạc không nói gì, chỉ thu nhỏ cơ thể thành một quả cầu đúng chuẩn. Một lúc lâu sau, một âm thanh phát ra từ quả cầu bạc tiêu chuẩn kia. Điều kiện đã đặt ra, ta yêu cầu các ngươi lập lời thề thiên đạo, như vậy tộc bọn ta mới hợp tác với các ngươi quả cầu bạc lại biến thành một khối thạch bạc được hợp tác là qua lại các ngươi cũng phải lập lời thề thiên đạo từ phàm cười nói tiện tay nhặt lấy linh quả giống như quả nho nhét vào miệng được tộc bọn ta hợp tác với ngươi khối thạch bạc nói lúc bọn họ biết đến sự tồn tại của ẩn linh môn vốn định di dời cả tộc nhưng lại luyến tiếc nhân tộc cộng sinh mình bồi dưỡng thời gian dài như vậy. Ngay lúc bọn họ do dự, Từ Nguyệt Tiên phát hiện ra bọn họ, vì vậy mới có cảnh tượng trước mắt. Vậy mới đúng, không phải tất cả yêu tộc đều có thể hợp tác với Ẩn Linh môn ta. Từ Phàm nói xong, lấy ra một con rối hợp thể kỳ. Đây là quà cá nhân ta tặng cho ngươi, ta dựa vào đặc điểm của tộc các ngươi để cải tạo một chút. Con rối này hẳn rất thích hợp với tộc các ngươi đây là con rối quý tông môn luyện chế sao hình như không liên quan nhiều đến tộc bọn ta khối thạch bạc tò mò dạo một vòng quanh con rối rồi nói trước tiên cứ thử xem sau khi ngươi bám vào mới có thể cảm nhận được từ phàm cười làm động tác mời trong dự đoán của hắn tộc linh giáp bám vào người con rối cùng sử dụng ý niệm điều khiển con rối chiến đấu như vậy là có thể bù đắp lại khuyết điểm của tộc linh giáp một cách hoàn hảo bám vào người con rối chẳng lẽ đại trưởng lão cảm thấy con rối có thể thay thế đám linh cộng sinh của bọn ta sao khối thạch bạc nói rồi đi về phía con rối hợp thể kỳ kia chất màu bạc như thủy ngân dần dần bao phủ toàn thân con rối sau đó hóa thành một bộ giáp toàn thân màu bạc ngay lúc khối thạch bạc bám vào con rối đột nhiên có một cảm giác mới giống như một bãi máu thịt sống bỗng nhiên có khung xương thần niệm của khối thạch bạc chui vào trong con rối như thể hai cấu tạo mộng và chút tinh vi kết hợp lại với nhau. Con rối mặc áo giáp màu bạc, chậm rãi vươn tay ra, năm ngón tay chuyển động, sau đó bắt đầu cử động toàn thân. Trước kia tộc bọn ta cũng từng nghĩ đến, bám vào trên con rối, điều khiển con rối thay thế cho linh cộng sinh, nhưng vẫn chưa thành công. Con rối bị bám vào có chút kích động nói: "Sao đại trưởng lão làm được?" Con rối giáp bạc có chút hưng phấn nói, sau khi bám vào con rối hắn đột nhiên có một cảm giác mới muốn biết không đợi sau khi chúng ta hoàn toàn hợp tác ta mới nói cho ngươi từ phàm cười nói hắn nhìn thấy phản ứng sau khi khối thạch bạc bám vào con rối biết trong ẩn linh môn lại có thêm phần lớn cổ phiếu chất lượng cao các ngươi có đặc quyền đổi con rối nhưng cần phải đổi điểm nếu có thời gian nhóm các ngươi tranh thủ làm nhiệm vụ đi từ phàm nói rồi bảo bồ đào dẫn con rối màu bạc còn đang kích động ra ngoài cổ phiếu chất lượng cao, càng nhiều càng tốt. Từ phàm cười nói. Trên thập vạn lý cự hồ, một linh chu loại nhỏ mang theo 100 con thỏ ngọc quan bay về phía ẩn linh môn. Các tỷ muội, lần này chúng ta có thể mở tiệm dưỡng linh hồn ở ẩn linh đảo, là công lao của tất cả tỷ muội chúng ta. Vì vậy chúng ta nhất định phải quý trọng, dành nhiều quyền lợi hơn cho tộc thỏ ngọc quan chúng ta. Thiếu nữ có đôi tai thỏ nói lớn. Viên viên tỷ, yên tâm bọn ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc tất cả thiếu nữ tai thỏ cam đoan nói cũng lắc tay mình thể hiện sự quyết tâm của mình yêu tôn đã nói rồi chỉ cần chúng ta thể hiện tốt sau này tên của chúng ta có thể đi vào tộc sử thiếu nữ tai thỏ vẫy tay hào hứng nói lần này những con thỏ nhỏ phía dưới hoàn toàn bùng nổ vào trong tộc sử được thỏ ngọc quan xem là vinh quang lớn nhất cứ như vậy trên ẩn linh đảo mở một tiệm dưỡng linh hồn. Mặc quyển, trong tông môn mới mở một tiệm dưỡng linh hồn, chúng ta có cần đi xem thử không, Lý Lệ Hổ có chút hào hứng nói. Cũng không có quá tải linh hồn mà. Không bệnh không tật đi vào trong đó làm gì, Lâm Mặt quyển liếc mắt nhìn Lý Lôi Hổ một cái rồi nói. Ngay cả đại trưởng lão cũng đã nói, lao động kết hợp nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng được. Lần này ta mời, nhân tiện cho ngươi trải nghiệm hạng mục ta làm lần trước tuyệt đối không khó coi như ngươi nghĩ đâu lý lôi hổ chính trực nói được vậy mau đến xem thử lâm mặc quyển nói nhưng lúc hai người đến cửa tiệm dưỡng linh hồn đều hoàn toàn choáng váng nơi này đã chật kín người số lượng xếp hàng đã lên đến hơn một ngàn vừa khéo trước cửa tiệm dưỡng linh hồn có một quảng trường nhỏ các đệ tử ẩn linh môn thuận tiện biến nơi này thành một nơi giải trí. Đánh cờ, phẩm trà luận đạo, có vài đệ tử lấy số xếp hàng làm tiền đặt cược, bắt đầu độn quan đua tốc độ. Hùng lực đại sư huynh, sao tiệm dưỡng linh hồn này lại nổi tiếng như vậy? Lý lôi hổ và lâm mặc uyển như những đứa trẻ ngoan đi đến trước mặt hùng lực. Gần đây, chẳng phải đại trưởng lão muốn truyền đạo giải nghĩa sao, cho nên rất nhiều đệ tử dời lại việc của mình, trong khoảng thời gian này vừa khéo rảnh rỗi nhàn rỗi không có việc gì cho nên đều đến đây hùng lực nhìn hai người lý lôi hổ cười nói hắn được xem như đại sư huynh của tất cả đệ tử tông môn trừ những đệ tử đời đầu có chút ngỗ ngược trong trò chơi cho nên khi đối mặt với đám đệ tử phía sau đều là dáng vẻ lão đại ca trong nhà đại trưởng lão muốn giảng đạo sao bọn ta không nhận được thông báo lý lôi hổ có chút nghi hoặc nói bởi vì trình độ khác nhau đệ tử đời một học một buổi đệ tử đời 2 và đệ tử đời 3 sẽ có một buổi khác. Các ngươi còn chưa đến lúc mà thôi. Hùng lực cười nói. Thì ra là thế, đa tạ đại sư Huynh đã cho biết. Lý lôi hổ cười nói. Đại sư Huynh, tông môn đồn rằng ngươi sắp thăng cấp hóa thần kỳ, có phải thật không? Lâm mặt quyển ở bên cạnh hỏi. Ai truyền đi tin này vậy? Hùng lực có chút nghi hoặc. Có sư Huynh lúc đang thực hiện thăm dò nhiệm vụ, nhìn thấy đại sư huynh đuổi theo một đám yêu tộc hóa thần kỳ. Lý lôi hổ ở bên cạnh nói. Có một khoảng thời gian, trong tông môn lưu truyền một tin tức, trong trò chơi tính điểm, hùng lực bị nhắm vào đến mức quốc tức chỉ có thể giết yêu tộc để xả giận. Chà, còn lâu, kiểm tra thăng cấp nguyên anh kỳ của tông môn bây giờ, ta mới đến trung kỳ. Muốn thăng cấp đến hóa thần kỳ, còn không biết đến năm nào tháng nào. Hùng lực xua tay cười nói. Đúng lúc này, đệ tử đời đầu hưởng thụ xong vật lý trị liệu linh hồn, mặt đầy sức sống, vẻ mặt say mê đi ra từ cửa tiệm dưỡng linh hồn. Mời khách hàng số 101, 200 tiếng vào. Trên quảng trường nhỏ trước tiệm dưỡng linh hồn, vang lên giọng nói nũng nịu của một thiếu nữ. Hùng lực đang trò chuyện với Lý Lôi Hổ, chậm rãi đứng dậy. Các ngươi nói chuyện trước, đến số của ta rồi. Hùng lực cười nói. Nghe nói xoa dịu linh hồn có ích cho tu luyện, cùng với di chứng chiến đấu trong thời gian dài hiền lực dựa vào điểm này, mới đến tiệm dưỡng linh hồn. Chẳng lẽ đại sư huynh nghĩ thoáng ra rồi? Bằng không sao lại tới nơi như vậy, thiên vạn binh nhìn bóng lưng của huynh đệ nói. Thiên sư huynh, nơi này là nơi thế nào? Chẳng lẽ không phải là nơi để thư giãn sao, giọng nói chậm rãi của Lý Lôi Hổ truyền đến. Hắn đã nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt của vị hôn thê bên cạnh, nếu không làm rõ một chút, còn có thể có phiền phức. Đương nhiên là nơi vui chơi giải trí, trong tiệm dưỡng linh hồn, chia làm hai hình thức mát xa. Một loại là linh lực mát xa, một loại dùng tay nhỏ của yêu tộc Thỏ Ngọc Quang mát xa. Cái trước không sao, cái sau có ý nghĩa gì, ngươi hẳn là hiểu được." Thiên Vạn Binh ha ha nói. "Ta cảm thấy sư huynh của tông môn chúng ta đều là chính nhân quân tử, nhất định đều sẽ chọn loại một nhỉ?" Dù sao để một tiểu cô nương ấn đi ấn lại trên người mình thì hư hỏng biết bao nhiêu." Lý Lôi Hổ nghiêm trang nói. Đúng lúc này, trong tiệm dưỡng linh hồn truyền đến giọng nói của hùng lực. "Nguyên bộ, loại có hiệu quả tốt nhất." Trong không gian dưới lòng đất, Từ Phàm đang thảo luận phương con rối đại thừa kỳ với phân thân số 1 và số 2. Tiêu hao hơi lớn. Phân thân số 1 nhìn màn sáng từ Phàm chiếu ra nói, "Nhưng cũng hết cách." trước mắt chúng ta cũng ở trình độ này. Phân thân số 2 vuốt cầm quan sát màn sáng nói. Suy cho cùng cũng không phải là đại tông sư luyện khí đường hoàng, tuy nhãn quan đã cao, nhưng còn thiếu chút chuyện. Từ phàm thở dài một tiếng nói. Hệ thống chết tiệt này hạn chế, nếu không có, có lẽ hắn đã trở thành nhân vật chính kiểu long ngạo thiên rồi. Nếu không có vấn đề gì, vậy bắt đầu đi, linh khoáng bị thiếu, ta đã bảo bàn phúc đi vực cực không mua rồi từ phàm nói. Thái độ làm việc hăng say của các ngươi cực kỳ đáng khen ngợi. Từ phàm khen ngợi. Thả lỏng một thời gian cũng được, vẫn phải đặt an nguy của tông môn lên hàng đầu. Phân thân số một nghiêm nghị nói. Ta cảm thấy số một nói đúng. Phân thân số hai ở bên cạnh cười nói. Luyện chế tinh chu và pháo quỷ đạo, luyện chế thời gian dài như vậy, tâm thần cũng bọn họ cũng đều hao tổn. Nhưng gần đây bọn họ phát hiện một nơi tốt tên là Tiệm dưỡng linh hồn, sau khi đi vài lần, được thả lỏng cơ thể lẫn tâm thần. Với trạng thái tinh thần dồi dào, hai người đã muốn tiếp tục làm việc, dù sao đều là luyện khí tông sư, muốn trải nghiệm cảm giác luyện chế tiên khí. Bồ Đào, gần đây số 1 số 2 làm gì vậy? Sao lại làm việc tích cực như vậy, Từ phàm tò mò hỏi. Thời gian gần đây, chủ nhân số 1 và số 2 nếu không phải chơi trò chơi thì chính là đến tiệm dưỡng linh hồn để an dưỡng nghe những lời của bồ đào từ phàm bừng tỉnh đại ngộ hóa ra người bồi dưỡng sức khỏe đã trở lại bồ đào mời yêu tôn ngọc quang đến đây lúc rảnh rỗi an dưỡng cho số một số hai một chút giảm bớt mệt mỏi tâm thần từ phàm nhìn số hai cười nói tuân mệnh chủ nhân bồ đào đáp lại bản thể đây xem như là phúc lợi thêm vào à số một cười nói Yêu Tôn Ngọc Quang là đại thừa kỳ, có khi nào chúng ta không chịu được không?" Số 2 cân nhắc nói. Lần trước gọi một kỹ thuật viên cấp cao nhất trong tiệm dưỡng linh hồn, chỉ dùng sức một chút, suýt chút nữa ấn thủng linh hồn bọn họ, nếu như có chủ hồn. Người ta là yêu tôn đại thừa, lực nặng hay nhẹ vẫn nắm chắc được. Từ phàm nở nụ cười say mê nói. Chuyện này khiến hắn nhớ tới cảm giác sau khi đi trải nghiệm lần trước, linh hồn bay bổng nhẹ nhàng, toàn thân vô cùng thông thấu. Từ phàm nghĩ đến điều này, quyết định sau này lại đi trải nghiệm một chút. Vậy thì đa tạ bản thể. Phân thân số 1 và số 2 đều nheo mắt nói. Được rồi, các ngươi ở đây làm việc đi, ta trở về lại cải tiến khung của con rối đại thừa kỳ này một chút. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ phàm nói, rời khỏi không gian ngầm. Ôi, bản thể lại khởi động chế độ lười biếng. Phân thân số 1 có chút bất đắc dĩ nói, gặp phân thân lười biến như vậy cũng đủ rồi. Bản thể có đôi khi bên ngoài nhìn như lười biến, nhưng bên trong lại đang thôi diễn cái gì đó. Trước kia còn biết là gì, bây giờ quả thật càng ngày càng thần bí. Phân thân số 2 suy đoán. Không phải đang thôi diễn công pháp thần thông, mà là đang lĩnh hội đạo thời gian. Phân thân số 1 biểu môi và nói. Đây không phải bình thường sao? Ngươi và ta lúc rảnh rỗi không phải cũng lĩnh hội đạo này sao? chỉ là ta cảm thấy tiến trình của bản thể nên nhanh hơn một chút. Phân thân số 2 cười nói. Đừng tán dốc nhiều như vậy, ta luyện chế nửa bộ phận đầu trước tiên. Đợi đến lúc cần khắc trận pháp tiên văn sẽ gọi ngươi. Phân thân số 1 nói. Vậy được, trước tiên ta thay ngươi xem thử trình độ của kỹ thuật viên trong tiệm dưỡng linh hồn kia như thế nào. Phân thân số 2 nói xong, bước ra khỏi không gian dưới lòng đất. Phân thân số 1 cười lắc đầu, sau đó bắt đầu luyện chế bộ phận đầu tiên của con rối một tháng sau trong đạo trường trên ngọn núi chính từ phàm ngồi xếp bằng trên đài cao cười nhìn thế hệ đệ tử phía dưới trước tiên giảng đạo sau đó giải thích nghi hoặc có vấn đề gì trước tiên nghĩ cho kỹ từ phàm cười nói hiểu rồi đại trưởng lão tất cả thế hệ đệ tử đang ngồi đều gật đầu ngũ hành chi đạo vạn tượng chi thủy kim chi từ phàm dựa vào trình độ ngộ đạo của thế hệ đệ tử bắt đầu nói về đạo ngũ hành. Một đám tường vân ngưng tụ từ công đức khí vận xuất hiện phía trên các đệ tử, sau đó phía trên lung lay những đóa hoa nhỏ. Sau đó có đại đạo kinh văn giống như một cuộn tranh, chậm rãi bao quanh toàn bộ đạo trường. Sau đó diễn hóa đạo thủy chi địa, vô số đại đạo kinh văn như cá, bắt đầu dạo chơi bên cạnh các đệ tử. Toàn bộ ngọn núi chính giống như một thế giới dưới đáy biển tất cả thế hệ đệ tử từ lúc từ phàm bắt đầu giảng tất cả đều tiến vào một trạng thái đặc biệt mỗi đệ tử có một ngộ đạo khác nhau cảnh vật nhìn thấy trước mắt cũng khác nhau sự vững chắc của vàng sức sống của gỗ mềm mại của nước điên cuồng của lửa dày nặng của đất ba canh giờ sau bài lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo sơ cấp được từ phàm giải thích hoàn chỉnh sau đó là đạo dị tượng băng phong lôi âm dương Ba canh giờ qua đi, những đám mây công đức khí vận và đại đạo kinh văn bao phủ trên đầu các đệ tử đều trở lại cơ thể của Từ Phàm. Từ Phàm nhìn tất cả thế hệ đệ tử đều đã tiến vào trạng thái ngộ đạo bên dưới, vui mừng nở nụ cười. Hắn cảm thấy mình giống như một người cha già, nuôi một đàn con, cuối cùng cũng trưởng thành. Đại trưởng lão, có thể nói chuyên sâu một chút không? Một lão giả tóc trắng nói, trong mắt hiện lên vẻ si mê. Vào chuyên sâu hơn có gì để nói đâu, chút đó đủ để bọn họ lĩnh ngộ rồi từ phàm lắc đầu nói trương học linh ngươi vẫn chưa thăng cấp từ phàm nhìn trương học linh với khuôn mặt già nua tóc bạc trắng cười hỏi đợi thêm một chút vẫn chưa đến lúc có điều vẫn muốn cảm tạ đại trưởng lão để lại đường lui cho ta trương học linh hành lễ cảm kích nói dù sao cũng là đệ tử của ẩn linh môn ra với tâm hướng đạo như thế ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết Luân hồi nhất đạo, một khi ngươi bước lên, thì đừng quay đầu lại. Những gì ta có thể giúp, chỉ là cho con đường sau này của ngươi bằng phẳng hơn một chút. Từ phàm xua tay nói. Được rồi, nhưng lúc bọn họ chưa tỉnh lại, ngươi có vấn đề gì thì tranh thủ hỏi, nhưng vấn đề quá sâu xa, tiếp xúc đến nguồn gốc vạn tương vạn đạo, thì đừng mở miệng. Từ phàm nói. Đại trưởng lão muốn ta trở về cứ việc nói thẳng, đệ tử không phải kiểu người không hiểu chuyện. Trương Học Linh nói xong, chậm rãi đứng dậy đi về phía bên ngoài ngọn núi chính. Kẻ giống như ngươi, giảng quá thấu đáo cho ngươi, ngược lại là hại ngươi. Từ phàm trầm mặt nhìn bóng lưng của Học Linh, nói. Đúng lúc này, tiếng bồ đào ở phía tây vang lên bên tai. Chủ nhân, trên bầu trời tiên thành lâm sâm phát hiện mảnh vỡ của ẩn linh số 2 rơi xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt từ phàm đột nhiên thay đổi, hắn có dự cảm chẳng lành. Không phải chứ, chẳng lẽ quẻ tượng mất linh, từ phàm nhìn màn sáng, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mảnh vỡ trong màn sáng là một linh kiện quan trọng trên ẩn linh số 2. Từ phàm nhìn mảnh vỡ trong màn sáng, trong mắt hiện lên vô số lưu quan. Hai tay cũng kết thành một pháp ấn kỳ quái. Trong mắt từ phàm xuất hiện một làn sương mù, phía trên làn sương mù kia có liên quan đến đủ loại tuyến nhân quả. Nhìn thấy vậy, từ phàm biết, chuyện này đã không phải thức hắn có thể đoán được nữa, bởi vì muốn phá sương mù phải trả giá bằng mạng sống mà hạn chế của hệ thống nằm ở đây hắn dám phá sương mù hệ thống cũng dám lấy mạng nhỏ của hắn bồ đào gọi trương học linh trở về cho ta từ phàm nói không lâu sau trương học linh vừa rời khỏi đạo trường chậm rãi quay trở lại trước mặt từ phàm ta phải ra ngoài một chuyến phần giải thích do ngươi chủ trì đừng từ chối ta biết ngươi có thực lực này từ Phàm nói xong, nhanh chóng rời khỏi đạo trường ngọn núi chính, mang theo một đội con rối bay về phía nơi mảnh vỡ rơi xuống. May mà nơi mảnh vỡ kia rơi xuống không xa ẩn Linh đảo. Không mất nhiều thời gian, Từ Phàm đã tìm đến mảnh vỡ kia. Đây là bị cự thú cực không bắt được, hơn nữa còn là cự thú cực không biết phong tỏa không gian. Từ Phàm cảm nhận khí tức còn sót lại của mảnh vỡ kia, nói: "Không biết Trảm Linh trưởng lão có chuyện gì không?" Kẻ mặt Từ Phàm nghiêm trọng nói. Hắn biết Trảm Linh hẳn là đã gặp phải tự thú cực không do yêu tộc điều khiển. Có thiên linh tôn giả, giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Từ Phàm biết trên người thiên linh tôn giả nhất định có thứ tương tự như Ngọc Phù phân thân. Ngay lúc Từ Phàm đang lo lắng cho an nguy của những người này, bồ đào đã tìm thấy mảnh vỡ bộ phận chính của ẩn linh số 2 đang rơi xuống. Trong bộ phận chính có phản ứng linh lực, suy đoán hẳn là Trảm Linh trưởng lão giọng nói của bồ đào vang lên. Từ phàm lại dẫn theo con rối bay về phía nơi bồ đào tính toán mảnh vỡ bộ phần chính của ẩn linh số 2 sẽ rơi xuống. Bồ đào, điều động con rối ẩn núp dưới đất, giảm tốc độ của ẩn linh số 2. Từ phàm ra lệnh, mảnh vỡ bộ phần chính của ẩn linh số 2 quá khổng lồ, hắn sợ tốc độ quá nhanh sẽ làm trảm linh bị thương. Tuân mệnh Cách tiên thành lâm sâm hơn 10 vạn km, mọc lên một nhà kho khổng lồ, Mấy vạn con rối nguyên anh kỳ từ bên trong đi ra, bay về phía bầu trời. Chủ nhân, nhà kho con rối số 1030 ở gần đây đã bắt đầu thực hiện kế hoạch ngăn cản." Bồ Đào nói. "Tốt, chuẩn bị sẵn sàng pháo quỷ đạo, đề phòng chiến hạm cự thú của yêu tộc rơi xuống." Tuân mệnh. Lúc này, Từ Phàm đã thay đổi đạo khí linh chu ngự dụng, bay về nơi rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, từ phàm nhìn thấy mảnh vỡ của bộ phận chính đang bốc khói dày đặc ở đằng xa. Đã có con rối đưa Trảm Linh bất tỉnh đến nơi an toàn. Một Linh Quang xanh lục tỏa ra từ tay từ phàm, sau đó một thánh phẩm chữa thương cùng với Linh Quang trong tay từ phàm tiến vào trong người Trảm Linh. Thần hồn chấn động, cũng may sức chống đỡ của linh hồn Trảm Linh trưởng lão đủ mạnh, nếu không đã thành thực vật tôn giả rồi. Từ phàm thở vào nhẹ nhõm nói. Trong mắt hắn linh chu bị hủy thì cũng hủy rồi chỉ cần người ở trên không sao là được sau đó từ phàm lại đưa một số loại linh đang dưỡng phách cố hồn vào cơ thể trảm linh một lúc lâu sau trảm linh chậm rãi tỉnh dậy câu nói đầu tiên khi nhìn thấy từ phàm là đại trưởng lão đệ tử trên tinh chu ta dẫn về cho ngươi không thiếu một ai trảm linh nói xong mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm lại ngất đi từ phàm nghe được câu hắn muốn nghe nhất nặng nề mà thở vào tinh chu mất thì cũng mất rồi, mọi người đều còn sống là được. Trái tim lo lắng từ phàm bình tĩnh lại. Ba ngày sau, Trạm Linh chậm rãi tỉnh dậy, sau đó giải thích nguyên nhân hậu quả. Ta và thiên linh đạo hữu gặp hạm đội yêu tộc và cự thú cực không ở sâu trong vực cực không. Trạm Linh chậm rãi nói. Vẫn là con rùa già kia sao? Không phải, là một con cự thú cực không giống như giao long, còn có thể phong tỏa không gian đầu tiên là ta bị tập kích, lúc đó đuôi tinh chu trực tiếp bị cự thú cực không kia xé nát. May mắn ta sớm thu đệ tử và nhân viên trên thuyền vào trong bảo khí hành cung của ta. Sau đó thiên linh đạo hữu vô cùng quyết đoán, trực tiếp phóng ra phân thân của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiên Linh Tông giấu bên người hắn. Tuy phân thân của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiên Linh Tông có sức mạnh ngang bằng với cự thú cực không kia, nhưng ẩn linh số 2 vẫn trúng vài vuốt cuối cùng bị một tiếng gầm của cự thú cực không như dao long kia đập vỡ. Trảm Linh có chút không cam tâm nói. Không sao, còn sống trở về là tốt rồi. Từ phàm an ủi. Chỉ tiếc không đưa ẩn linh số hai hoàn chỉnh trở về. Trảm Linh thở dài nói. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo của bồ đào vang lên. Báo động báo động, có ba chiến hạm cự thú yêu tộc xâm phạm. Ba chiến hạm cự thú yêu tộc đều là cấp nguyệt tiếng bồ đào bắt đầu trở nên chói tai. Chuẩn bị toàn bộ pháo quỷ đạo, nếu đến rồi thì ở lại ngoan ngoãn làm khách đi. Từ phàm nói, trong mắt hiện lên sát ý, lúc này, yêu tôn trong chiến hạm cự thú yêu tộc dẫn dầu, mặt đầy hào hứng nhìn mặt đất phía dưới. Một tòa tiên thành của nhân tộc, lần này chúng ta lộc ăn rồi. Yêu tôn một sừng cười ha ha nói. Lần này đừng giết hại dân trong thành, ta muốn giữ lại những nhân tộc đó chơi đùa phòng điều khiển chính của chiến hạm cự thú dẫn đầu vang lên giọng nói của một yêu tôn khác đang điều khiển chiến hạm cự thú, vô cùng khát máu và tàn bạo. Đến lúc đó dùng nhiên linh huyết trận, chiếm đoạt tâm trí của tất cả nhân tộc trong tòa tiên thành này, để bọn chúng sống cùng một chỗ với đám nhục tộc thấp kém nhất. Ý tưởng này của ngươi rất tốt, ta rất thích. Yêu tôn dẫn đầu cười nói. Nhớ kỹ vị trí này, lát nữa trở về, một chiến hạm báo tin cho đại nhân. Hiểu rồi. Đúng lúc này, trên trời bắn ra 6 luồng ngân quang thẳng tắp, lập tức xuyên thủng bầu trời, trực tiếp xuyên qua hai trong số chiến hạm cự thú yêu tộc. Sau đó chiếc cuối cùng bị đốt cháy, trực tiếp phá bỏ lớp bảo vệ, xuyên thủng chiến hạm cự thú. Trong nháy mắt, ba chiến hạm cự thú yêu tộc cấp nguyệt bị phá hủy. Thật đúng là không biết điều, cho rằng sau lớp hộ tráo là có thể muốn làm gì thì làm sao, Từ Phàm nhìn màn sáng khinh thường nói. Đáng tiếc lúc trước trực tiếp gặp cự thú cực không kia vẫn không có cơ hội giao chiến với chiến hạm cự thú cấp nguyệt trong truyền thuyết này trảm linh nói thực ra không có gì khác với chiến hạm cự thú bình thường chỉ là nơi cần bắn một phát trước kia bắn thêm ba phát chuẩn xác là được từ phàm nói bồ đào đi lấy ba chiến hạm cự thú yêu tộc kia về trên đó hẳn là có đồ tốt từ phàm nói đúng lúc trước nhìn dáng vẻ của cự thú cực không kia là muốn rời khỏi nội khu. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chiến hạm cự thú này hẳn là đều chứa đầy thuyền, hy vọng có thể bù lại thiệt hại ẩn linh số 2 kia. Nói đến ẩn linh số 2, vẻ mặt của Trảm Linh lại ảm đạm đi. Hắn có biết một tinh chu này đã hao phí bao nhiêu tài nguyên và tinh lực của tông môn không, bây giờ chưa dùng được mấy năm đã bị cự thú cực không hủy diệt. Mất ẩn linh số 2 rồi, sẽ có số 3, số 4, số 5 thay thế vị trí của nó đến lúc đó trảm linh trưởng lão cứ yên tâm điều khiển nó tiếp tục khai thác khoáng là được. Từ phàm cười nói. Trong mắt hắn, chiếc ẩn linh số 2 này không khác gì xe đời cũ. Khi ẩn linh môn càng ngày càng mạnh, chiếc xe này cũng nhất định càng ngày càng tốt. Yên tâm dưỡng thương, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ giúp ngươi làm một chiếc tinh chu ba chiếc chiến hạm cự thú yêu tộc cấp nguyệt kia chỉ cần cải tạo sơ qua một chút là có thể lắp ra một chiếc tinh chu không kém hơn chiếc ẩn linh số 2. từ phàm an ủi nói đa tại đại trưởng lão thế nhưng trước khi dưỡng thương ta còn có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi trảm linh nghĩ một lát rồi nói bất kể là cự thú cực không hay là chiến hạm cự thú yêu tộc kia bọn chúng dường như đều đang canh giữ khu vực nào đó tại khu vực kia đạo khí thăm dò cuối cùng đã truyền đến tin tức cho ta ít nhất có chính chiếc chiến hạm cự thú trấn thủ tại khu vực đó trảm linh hồi tưởng nói lúc này trong lòng từ phàm khẽ động từ trong tay lấy ra khối tinh thạch bàn phúc cho kia có thể chỉ ra vị trí cụ thể của khu vực kia không từ phàm vung tay lấy hình chiếu tinh đồ vùng cực không tinh chu đã thăm dò được ra trảm linh nhìn một chút sau đó chỉ ra khu vực bọn họ gặp phải chiến hạm cự thú kia nhìn khu vực kia trong mắt từ phàm lóe lên vô số đạo lưu quang trong tay cầm khối tinh thạch kia từ từ nhắm mắt lại qua hồi lâu từ phàm mở miệng nói trùng khớp rồi đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi đã biết bọn chúng đang trấn thủ cái gì sao trảm linh nghi hoặc hỏi có lẽ là một bí cảnh có liên quan tới thế giới đại thiên bên trong chắc là có thứ yêu tộc nhất định phải lấy được từ phàm chậm rãi nói có thể khiến cho yêu tộc phái ra đội hình lớn như vậy, xem ra thứ bọn họ muốn hẳn là có thể ảnh hưởng đến đại chiến lưỡng giới. Chuyện này có phải là nên báo cáo với hội trưởng lão hay không? Trảm Linh mở miệng hỏi. Ý kiến hay, thế nhưng ta nghĩ, hội trưởng lão bên kia có lẽ đã biết rồi. Dù sao đã qua hơn một tháng, thiên linh tôn giả bên kia có lẽ cũng đã về nhà rồi. Từ phàm suy nghĩ rồi nói. Ngay lúc này, một chiếc tinh chu cổ điển chồng chất vết thương từ vùng cực không bay tới trên bầu trời tiên thành lâm sâm không lâu sau đã đáp xuống trên mặt cự hồ mười vạn dặm phân thân thái thượng đại trưởng lão thiên linh tông cùng thiên linh tôn giả đi vào bên trong ẩn linh môn trạm linh đạo hữu đã trở về hay chưa thiên linh tôn giả có chút khẩn trương hỏi tôn giả không cần phải lo lắng trạm linh trưởng lão đã được trị thương trong tông môn trước mắt đã không còn gì đáng ngại từ phàm nói sau đó hắn lại nhìn về phía phân thân thái thượng đại trưởng lão thiên linh tông đa tạ đại trưởng lão giúp tông ta ngăn cản cự thú cực không truy kích từ phàm cảm ơn nói trải qua lời giải thích của trảm linh hắn biết lúc ẩn linh số hai rơi xuống thiên linh tông đã ngăn cản hơn một nửa số chiến hạm cự thú yêu tộc nói ra thật xấu hổ nếu như ta có thể kịp thời phát hiện tinh chu của các ngươi cũng không đến nỗi rơi xuống loại tình trạng này Giọng Thiên Linh Tôn giả có chút trầm thấp, nhìn Tinh Chu huynh đệ đồng thời luyện chế ra với Tinh Chu cổ điển rơi xuống, trong nội tâm của hắn có một chút thương cảm. Tôn giả đừng nên tự trách, là do phía yêu tộc kia ẩn tàng quá tốt, chúng ta không thể phát hiện kịp thời. Từ Phàm nói. Đối với việc ẩn linh số 2 bị phá hủy, Từ Phàm vẫn còn có chút đau lòng, nhưng không có quá nhiều buồn phiền. Giống như một chủ xe và một xưởng chế tạo xe, xe của bọn họ đồng thời bị phá hủy xưởng chế tạo xe chỉ tổn thất chi phí mà thôi ba người nói chuyện đi tới động phủ của trảm linh trảm linh đạo hữu thấy ngươi không có chuyện gì ta cũng yên lòng thiên linh tôn giả nhẹ nhàng thở ra nói không có việc gì vừa sáng sớm trước khi đi ta cũng đã nói rồi nhất định có thể an toàn trở về trảm linh cười nói ha ha đừng nói đến chuyện quẻ bói của đại trưởng lão nữa chỗ này của ta có thứ tốt cho các ngươi xem này. Tìm một chỗ rộng lớn bằng phẳng, thứ này rất lớn. Thiên linh tôn giả cười nói. Lời thiên linh tôn giả nói gợi nên hứng thú của trảm linh, sau đó mọi người đi tới bình nguyên sau chủ phong. Lúc phân thân của lão đại dây dư cùng cực không chi thú kia, không biết là làm gì mà dường như đã chọc giận lão đại. Trực tiếp lấy phân thân làm môi giới, tiêu hao một cái giá rất lớn, chân thân gián lâm chém giết cùng cự thú cực không kia thậm chí còn sử dụng tiên khí trấn áp tông môn và cả ngọc phù phân thân qua nhiều thế hệ đại trưởng lão để lại cuối cùng cũng đã giết chết được thứ này thiên linh tôn giả vung tay lên một con cự thú cực không dài cỡ mấy vạn trượng tương tự như giao long xuất hiện trên bình nguyên trọng lượng của cự thú cực không khổng lồ kia nện xuống toàn bộ ẩn linh đảo đều rung lên một hồi Thái thượng đại trưởng lão Thiên Linh Tông đã đánh chết cực không cự thú này sao? Trảm Linh kinh ngạc nói. Lão đại đều đã lấy bảo bối lợi hại nhất ra dùng, nếu không giết được con cự thú cực không này thì chẳng phải là rất lỗ vốn sao? Thiên Linh Tông giả nói. Vì đánh chết con cự thú cực không này, Thiên Linh Tôn Giả đúng thật là kính ngưỡng thật tốt thân thể vĩ ngạn của nhiều thế hệ vô địch Tôn Giả đã phi thăng trong Thiên Linh Tông một phen một phân thân thái thượng đại trưởng lão thiên linh tông cộng thêm trên bốn cái ngọc phù phân thân không xuất bản nữa do nhiều thế hệ vô địch tôn giả thiên linh tông để lại, lúc này mới hợp lực đánh chết được con cự thú cực không này. Từ phàm nhìn con cự thú cực không đã bị nửa nổ đầu này, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Vậy nên lần này ta tới là hỏi thăm xem đại trưởng lão có thể dùng thân thể con cự thú cực không này luyện chế tinh chu được hay không, thiên linh tôn giả có chút mong đợi nói luyện chế tinh chu việc này đương nhiên có thể khung xương cự thú cực không có thể làm long cốt của tinh chu da của nó có thể làm tinh chu cuối cùng tùy tiện lại thêm vài linh khoáng cấp đạo khí là có thể luyện chế ra tinh chu có lực phòng ngự siêu cường từ phàm nhìn con cự thú cực không to lớn như giao long này nói thế nhưng quý tông môn thật sự định đưa cự thú cực không này cho ta để luyện chế tinh chu sau khi chân thân lão đại giáng lâm nhìn thấy cự thú cực không này ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu chính là sau khi đánh chết nó sẽ nhờ đại trưởng lão luyện chế tinh chu. Nếu không phải tông môn cần người có chiến lực cấp vô địch tôn giả tọa trấn, lão đại có lẽ sẽ đích thân đến nói chuyện với ngươi. Thiên linh tôn giả nói. Sau khi phân tách cự thú cực không này ra có thể luyện chế hai chiếc tinh chu, một lớn một nhỏ. Từ phàm cất bước nhảy lên, xuất hiện bên cạnh thân thể cự thú cực không, một tay nhẹ nhàng đáp lên như lớp da như linh khoáng tinh luyện. Hiếm có nhất chính là, trong gia cự thú cực không này có chứa một lượng lớn không gian chi lực, sau khi luyện chế thành tinh chu, tiêu hao một cái giá nhất định là có thể tiến hành truyền tống cự ly xa. Từ phàm cảm nhận được không gian chi lực dư thừa bên trong lớp gia cự thú cực không kia, sau khi luyện chế thành tinh chu, khắc trận pháp gì đều đã nghĩ xong rồi. Tiêu hao cái giá bao lớn mới có thể truyền tống? Thiên linh tôn giả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Đại khái là trước đây khi không gian chưa bị phong ấn, truyền tống tinh chu đồng thể tích tiêu hao gấp 3." Từ phàm ước tính nói. "Tiêu hao gấp 3, thiên linh tôn giả kinh ngạc hô lên. Không phải là bởi vì quá nhiều, mà là bởi vì quá ít. Điều kiện tiên quyết trong phong ấn không gian là, muốn tiến hành truyền tống phải tiêu hao ít nhất hơn gấp trăm trước kia. Nếu như trận pháp không gian được khắc vừa khít một chút, có thể sẽ tiêu hao càng ít." Từ phàm cười nói. Đại trưởng lão, sau khi luyện chế thành hình, chiếc lớn thuộc về ta, chiếc nhỏ thuộc về ngươi. Còn lại huyết nhục và một vài bộ phận có thể chế thành pháp bảo của cự thú cực không, chúng ta chia đôi, thế nào? Thiên Linh Tôn giả nói. Nếu như không phải lão đại nhắc nhở hắn, hắn thật sự muốn miễn phí đưa ra những thứ này. Từ sâu trong nội tâm, hắn đã coi mình là người ẩn linh môn. Nếu Tôn giả đã rộng rãi như thế thì ta bên này cũng không thể hẹp hòi được những món pháp bảo có thể luyện chế từ cự thú cực không, toàn bộ ta đều sẽ giúp tôn giả luyện chế miễn phí. Từ phàm có chút vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói. Quả nhiên là, tái ông thất mã, yên tri phi phúc. Mất một chiếc ẩn linh số 2, lại tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn, một chút tổn thất được bù lại bội phần. Đại trưởng lão đại khí, thiên linh tông ta nguyện cùng ẩn linh môn kết thành minh hữu chí giao. Thiên linh tôn giả nói. Minh Hữu chí giao giữa các tông môn còn có một cách nói. Đó chính là ngoại trừ đệ tử, truyền thừa tông môn, thần thông công pháp, bảo khố, còn lại thân như một nhà. Ẩn Linh môn ta nguyện ý cùng Thiên Linh tông kết làm minh hữu chí giao. Từ Phàm cười trả lời. Lúc này, Từ Phàm cảm giác được tăng tải khí vận tông môn trên người bản thể Bồ Đào có một chút biến hóa. Cùng lúc đó, Thái thượng đại trưởng lão đang trấn thủ ở Thiên Linh Tông cũng cảm nhận được sự biến hóa khí vận trong chính tông môn mình. Như thế này cũng tốt." Thái thượng đại trưởng lão Thiên Linh Tông gật đầu nói. Từ phàm đang nói chuyện trời đất với Thiên Linh Tông giả đột nhiên nghĩ đến vấn đề tiêu hao của con rối đại thừa kỳ, thế nên truyền âm cho phân thân số 2 trong đầu. Đến Bình Nguyên phía sau chủ phong lấy một chút tinh huyết cự thú cực không, xem có thể thay thế tiêu hao con rối hay không phân thân số 2 đang ôm một quyển tiểu thuyết đọc, khép lại quyển sách dày lớn trong tay. Ngày nào cũng không thể sống yên được chút. Phân thân số 2 nói, rời khỏi ổ nhỏ ấm áp của mình. Ẩn linh môn, tại ngân khách điện trên chủ phong, thiên linh tôn giả nhìn tinh thạch từ phàm đưa tới. Người nói bí cảnh yêu tộc đang canh giữ kia có liên quan đến thế giới đại thiên. Từ phàm khẽ gật đầu, vung tay chiếu ra bản đồ khu vực bên trong vùng cực không, khoanh lại khu vực yêu tộc đang canh giữ. Chính là chỗ này, hơn nữa ta cảm thấy bí cảnh kia có duyên với ta, tôn giả có muốn vào xem hay không, từ phàm hỏi. Lúc hắn xem bói đến khu vực này luôn có một loại khí tức quen thuộc. Nơi đó có trọng binh yêu tộc trấn giữ, đại trưởng lão có biện pháp trà trộn vào sao, thiên linh tôn giả hỏi. Thế này thì dễ nói, trước tiên báo cáo tin tức cho trưởng lão, chờ bọn họ cường lực nhúng tay vào chúng ta lại đục nước béo cò là được từ phàm cười hì hì nói thiên linh tôn giả trầm tư một một lát sau đó gật đầu một cái nói vậy ta sẽ cùng đại trưởng lão vào xem đến lúc đó ta mang theo phân thân lão đại vì đại trưởng lão hộ giá hộ tống vậy thì làm phiền tôn giả từ phàm có chút kinh ngạc và vui mừng nói hắn vốn chỉ mời đơn thuần không nghĩ tới còn có bất ngờ ngoài ý muốn giữa hai tông chúng ta còn khách khí cái gì thiên linh tôn giả vẫy tay cười nói một khoảng thời gian sau giúp luyện khí tông sư trong tông môn yêu tộc nhanh chóng sửa chữa phục hồi tốt tinh chu cổ điển trên bình nguyên phía sau chủ phong từ phàm vẫy tay về phía bầu trời chia tay cùng thiên linh tôn giả sư phụ ngươi thật sự muốn đi bí cảnh vùng cực không sao từ cương hỏi đi chứ ta cảm giác nơi đó rất quen thuộc nhất định có thứ ta cần từ phàm nói Hắn không biết đây là ông trời phát phúc lợi cho hắn, hay là huynh đệ tốt phát phúc lợi cho hắn nữa. Ta đi theo sư phụ, vừa tốt có người hỗ trợ." Từ Cương lo lắng nói. "Trên đường có thiên linh tôn giả làm bạn, không cần đến ngươi bảo vệ ta." Mặc dù bây giờ ngươi đã có chút tiến bộ. Từ Phàm đánh giá trên dưới Từ Cương, cảm thấy đại đồ đệ này gần đây thông suốt, tiến bộ nhanh chóng, ngay cả hắn đều có chút ngạc nhiên tôn giả kia dù sao cũng là người ngoài sao có thể thích hợp để bảo vệ như ta từ cương lo lắng nói một tay từ phàm đập lên vai từ cương một đạo cấm chế đánh vào trong cơ thể từ cương trong ba năm ngươi có thể thoát ra khỏi cấm chế này thì ta sẽ mang ngươi đi cùng từ phàm nói lời này của từ phàm vừa nói ra từ nguyệt tiên cũng muốn đi cùng sư phụ ta còn chưa nói xong một đạo cấm chế của từ phàm lại đánh vào trong cơ thể nàng ngươi cũng như ca ngươi từ phàm nói lời này xong ung dung đi về tiểu viện tông môn không có chuyện gì lớn trong khi từ phàm cá mặn ba năm đã trôi qua trên cự hồ mười vạn dặm từ phàm đang ôm trứng rồng vỏ xanh tiến hành dạy trứng trải qua mấy năm dạy dỗ học máu này của từ phàm các trứng rồng vỏ xanh đều biến thành các bé ngoan nghe lời được rồi các ngươi đi chơi đi từ phàm nói dưới ánh nhìn khinh bỉ thiên các quy ném sáu quả trứng rồng theo thứ tự vào trong cự hồ mười vạn dặm đại trưởng lão thời gian giao hẹn với thiên linh đạo hữu có cần ta đi chung với ngươi không trảm linh ở bên cạnh nói không cần trảm linh trưởng lão ở lại tọa trấn tông môn là được bên kia còn có thiên linh tôn giả không có chuyện gì đâu từ phàm nhìn trứng rồng vỏ xanh đang chơi đùa phía xa nói vậy là tốt rồi trên đường chú ý an toàn Trảm Linh gật đầu nói. Mặc dù có đôi khi tác dụng hắn phát huy ra trong tông môn có thể còn không bằng một khẩu pháo quỷ đạo, nhưng giữa hai bên dù sao cũng có khác biệt. Từ phàm gật đầu, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Trảm Linh. Trảm Linh trưởng lão, người đeo chiếc nhẫn này lên là sẽ có quyền hạn điều động một nửa linh khí ngũ hành bản nguyên tông môn, còn có ngọc phù phân thân vô địch tôn giả ta để trong bảo khố. Trong lúc ta không có ở đây, gặp được vấn đề nào không thể giải quyết, giữ lại ác chủ bài dùng." Từ Phàm nói. Trảm Linh cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một chút, sau đó đeo vào tay. "Vậy lỡ như dùng ngọc phù phân thân vẫn chống cự không được thì phải làm sao?" Trảm Linh hỏi. "Vậy thì phải khởi động dự án khẩn cấp tông môn." Từ Phàm nói. Dự án khẩn cấp tông môn là hồ sơ Từ Phàm chuẩn bị để bắt đầu sử dụng khi phải đối ứng với vô địch yêu tôn đột nhiên tập kích, hoặc là khi xuất hiện kẻ địch không thể chống trả." lúc đó toàn bộ ẩn linh đảo sẽ được truyền tống đến vị trí đã được chuẩn bị tốt trước đó dự án khẩn cấp tông môn là gì vậy trảm linh tò mò hỏi hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được từ này đến lúc đó ngươi sẽ biết từ phàm cười nói vẻ mặt vô cùng thần bí ba ngày sau trong không gian trong lòng đất tại ẩn linh đảo từ phàm nhìn một con rối đại thừa kỳ bản đơn giản tăng ca tăng giờ gấp rút làm ra này bản thể con rối bản đơn giản này nhiều nhất có thể duy trì cường độ 100 năm, lại thêm tinh huyết của cự thú cực không kia, cũng đủ để khai triển chiến lực cấp tôn giả. Lại phối hợp với sự điều khiển tinh vi ngươi, bốn bỏ năm lên, ngươi chính là một vị vô địch tôn giả. Phân thân số 2 giới thiệu, trong thần sắc có chút mệt mỏi. Vì luyện chế ra con rối này, hắn và số 1 trực tiếp mở ra trạng thái siêu tầng, như vậy mới khiến kỳ hạn công việc rút ngắn hơn nữa vất vả nhanh nghỉ ngơi chút đi một lát nữa ta mời yêu tôn thỏ ngọc tới tận nơi vật lý trị liệu cho các ngươi từ phàm nhìn thần sắc mỏi mệt của hai phân thân vội vàng nói rốt cuộc là người một nhà một khi có việc quả nhiên là liều mạng làm nghe được lời từ phàm nói hai phân thân số một và số hai nhìn nhau cười một tiếng bay về trong động phủ của chính mình sau khi hai phân thân rời đi từ phàm không khỏi cảm thán có vài thứ chỉ có không lần và vô số lần quả nhiên là nam nhân bất luận ở thế giới nào đều thích thứ này sau khi từ phàm cảm khái xong quay người nhìn về phía con rối đại thừa kỳ cả người được sơn một màu đen sẫm giống như thích khách ẩn nấp trong bóng đêm khiếu thẩm mỹ này cũng gần gần giống ta từ phàm sờ cầm đánh giá từ trên xuống dưới con rối màu đen sẫm kia một cây gậy lớn lại xấu vô cùng xuất hiện bên cạnh từ phàm nếu món pháp bảo đầu tiên ngươi dùng là cây gậy vậy tên ngươi gọi là ngộ không đi từ phàm tiến lên vỗ lên người ngộ không theo đó lấy được đạo khí trong hành cung tất cả chuẩn bị đều đã làm xong chỉ còn chờ thiên linh tôn giả thôi từ phàm nói chẳng biết tại sao càng tới gần lúc mật cảnh kia mở ra từ phàm càng có một loại cảm giác quen thuộc tại một nơi thần bí bên trong bí cảnh một nam ba nữ đang nhìn tinh môn khổng lồ trên bầu trời chậm rãi mở ra. Cha, người nói bên trong bí cảnh này thật sự có lối ra sao? Vương Linh Nhi có chút chấn động nhìn tinh môn nói. Đi vào rồi có khả năng có lối ra, nhưng không đi vào, chúng ta chỉ có thể bị vây bên trong tiểu bí cảnh này. Vương Vũ luôn nói. Mặc dù bên trong bí cảnh không lo ăn mặc, nhưng sinh hoạt bên trong bí cảnh trong thời gian dài khiến hắn có chút áp lực tiểu không gian bí cảnh này đã không còn thứ gì tốt để lưu luyến, linh bảo linh khoáng linh dược, tất cả đều đã bị chúng ta vơ vét sạch sẽ, ở lại nữa cũng không có gì thú vị. Vương Vũ luôn nói, ta từ trên tinh môn này cảm nhận được một cổ tiên linh chi khí, hẳn là tinh môn này thông lên thế giới đại thiên. Tú Tâm cảm nhận được khí tức tinh môn nói, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao, mộ dung thiến nhi nói. Thật ra nàng có chút lưu luyến nơi này, sống ở đây có người nhà làm bạn giống như ngăn cách với thế giới vô cùng thân thiết thoải mái ngay tại lúc này tinh môn trên bầu trời đã mở rộng toàn bộ dài rộng ít nhất cũng mấy vạn trượng chúng ta đi vào thôi trước ngồi một linh thuyền nhỏ vào bí cảnh này ta cảm thấy không đơn giản nhìn tinh môn này vương vũ luân liền biết bí cảnh này không đơn giản chỉ với khí thế ở cửa chính không đến đại thừa kỳ cũng không dám cây ngay không sợ chết đứng đi vào Vương Vũ Luân thu tất cả linh thuyền mình lấy được vào trong bảo khí hành cung, trường bào mặt trên người cũng thay đổi hình dáng, mở ra hình thức chiến đấu. Trong nháy mắt, thiếu niên đẹp trai đến vô cùng, thần vận linh tú kia lại xuất hiện. Tú tâm lạnh nhạt liếc nhìn Vương Vũ Luân một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, nhịp tim có chút tăng nhanh. Đi thôi, tới đó chúng ta trước khiêm tốn một chút. Vương Vũ Luân nói, lái tinh chu chở ba người bay về hướng tinh môn trong nháy mắt khi linh thuyền của vương vũ luân vừa đi vào đám người cảm thấy như đã tiến vào một thế giới khác một thế giới vô cùng kỳ dị giống như mặt gương vỡ xuất hiện trước mắt mọi người từng tiểu thế giới được tạo thành từ từng mặt gương vỡ vụn đại đạo phát tắc ở nơi này không đúng tú tâm cao mày nói sau đó trong tay giơ lên một quan đoàn chiếu rọi trước mặt mọi người tốc độ chảy của thời gian ở nơi này có vấn đề tú tâm nhìn vị trí mọi người đang đứng nói khi là nơi dung hòa lẫn nhau giữa một mặt gương vỡ và một mặt gương vỡ khác chúng ta chỉ giới hạn toàn bộ trong một tiểu thế giới mặt gương xem thử có phản ứng gì vương vũ luân nghĩ một lát rồi nói được một nam ba nữ toàn bộ bước vào bên trong một mặt gương tiểu thế giới trong nháy mắt khi toàn bộ bốn người đi vào tất cả mặt gương bên ngoài tiểu thế giới mặt gương đều vỡ vụn chỉ để lại tiểu thế giới mặt gương chỗ bọn họ cùng lúc đó đám người cảm giác được có một chút dị dạng cảm thấy thời gian đang trôi nhanh lên tốc độ chảy thời gian ở nơi này đang gia tốc tú tâm nhìn một đoàn linh khí trong tay kia nói đúng chính là loại cảm giác này thời gian gia tốc cảm giác sinh mệnh bị cướp đoạt vẻ mặt vương vũ luân nghiêm túc nói điều này khiến cho hắn nhớ tới một lần trải qua khó chịu kia vậy làm sao bây giờ chúng ta sẽ chết sao, Vương Linh Nhi có chút bối rối nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, thế giới này hẳn là có quy tắc của mình, nhưng tuyệt đối không phải là nơi dùng chúng ta vào chỗ chết. Vương Vũ luôn nói. Hắn đã từng nghe từ phàm nói qua một câu, sử dụng thời gian chi đạo gia tốc thời gian cướp đoạt sinh cơ của tu sĩ là mua bán lỗ vốn nhất. Quả nhiên, không đến một lát sau, tốc độ chảy thời gian ở tiểu thế giới mặt gương chỗ bốn người đã ổn định. Cảnh vật trước mắt mọi người cũng bắt đầu lặng lẽ xảy ra biến hóa. Một bình đài khổng lồ từ từ nâng lên, phía trên được trưng bày đủ loại linh tài dị bảo. Tốc độ chảy thời gian gia tốc 10 năm. Vương Vũ Luân cảm nhận được tình trạng cơ thể nói, cũng gần với thời gian ta tính toán, xem ra có lẽ đúng là 10 năm. Về phần bảo vật trên bình đài, chẳng lẽ là thế giới mặt gương này khen thưởng cho chúng ta? Tú Tâm nhìn trên bảo vật bình đài nghi hoặc nói, Lúc này Vương Linh Nhi đã chạy đến bên bình đài, bắt đầu xem xét những linh tài dị bảo kia. Cha, mẹ, sư tôn, đây đều là đồ vật bên trong, thứ đáng giá nhất chính là đạo khí linh châu này. Trong tay Vương Linh Nhi nâng một viên linh châu màu xanh cỡ bằng viên bia nói. Dùng thời gian đổi lấy bảo vật, cảm giác có chút thiệt thòi nhỉ. Vương Vũ Luân Cao Mày nói, Linh Thạch Pháp bảo, trọng bảo thần thông trong mắt hắn chỉ giống như mây trôi. Linh Nhi, đạo khí linh châu này cho sư Tôn ngươi đi. Nàng là người thích hợp dùng đạo khí này nhất trong chúng ta." Vương Vũ Luân nói, hắn không thể nói thứ này hắn chướng mắt. "Linh Nhi lấy đi. Đây là một món đạo khí phụ trợ tu hành, rất có ích với ngươi." Tú Tâm từ chối nói. Vương Linh Nhi đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ Luân, mãi đến sau khi thấy Vương Vũ Luân gật đầu mới vui vẻ nhận lấy linh châu trong tay. Nếu Linh Nhi đã lấy đạo khí này Vậy những món còn lại tiền bối đều lấy cả đi. Vương Vũ luân ra dấu mời. Vậy thì ta không khách khí. Tú Tâm nói, vung tay lên một cái lấy đi tất cả linh tài dị bảo trên bình đài. Ngay sau khi Tú Tâm thu xong tất cả bảo vật trên linh đài, thế giới trước mặt mọi người lại bắt đầu xảy ra biến hóa. Những tiểu thế giới mặt gương vốn dĩ đã biến mất lại xuất hiện ở xung quanh, đồng thời mỗi nơi đều có cầu nối nối liền đến tiểu thế giới mặt gương chỗ bọn họ đây cũng là để cho chúng ta tiến vào tiểu thế giới tiếp theo chúng ta trước đừng nên động xem thử tiểu thế giới mặt gương này có thể ép chúng ta đi hay không tú tâm nhìn tiểu thế giới mặt gương biến hóa nói đúng vậy nếu như tiến vào tiểu thế giới mặt gương tiếp theo vậy thời gian có thể sẽ tiếp tục gia tốc như thế sẽ gián tiếp tiêu hao tuổi thọ của chúng ta mộ dung thiến nhi nói lúc này vương vũ luân xuyên thấu qua tiểu thế giới mặt gương nhìn về nơi xa phát hiện đều là một mảnh trắng xóa bị sương mù che khuất nếu như ta cảm giác không sai những tiểu thế giới mặt gương này nối liền lẫn nhau hẳn là sẽ có mối nối liền với lối ra của tiểu thế giới mặt gương cần chúng ta đi tìm vương vũ luân nói vương vũ luân vừa nói xong tiểu thế giới mặt gương chỗ bọn họ bắt đầu thu hẹp vào trong ép lại không gian của bốn người quả nhiên bí cảnh này sẽ không để cho chúng ta ở lại một nơi trong thời gian dài tú tâm nói Vậy đổi một tiểu thế giới, không động vào khen thưởng trên bình đài này, xem thử sẽ xảy ra chuyện gì." Vương Vũ Luân nói xong mang theo đám người ngẫu nhiên lựa chọn một con đường, đi đến một thế giới mặt gương tiếp theo. Bốn người đi đến trong một tiểu thế giới mặt gương khác, sau đó thời gian lại nhanh chóng gia tốc, không qua bao lâu, đám người đã tiêu hao 11 năm tuổi thọ. Sau đó một bình đài từ từ nâng lên, phía trên là một con yêu thú hợp thể kỳ vô cùng hung tàn thiên linh tôn giả lái tinh chu cổ điển đúng kỳ hạn tới ẩn linh môn đại trưởng lão khi nào chúng ta xuất phát thiên linh tôn giả cười nói bây giờ đi từ phàm nói bên cạnh hắn còn mang theo từ cương và từ nguyệt tiên cấm chế lúc trước hắn hạ trên người từ cương và từ nguyệt tiên vậy mà thật sự bị hai huynh muội bọn họ phá giải ra từ phàm cảm thấy nếu mình có thời gian nhất định phải cho bọn họ một bài kiểm tra kỹ lưỡng tránh cho sau này có vài thứ không nắm chắc vậy bây giờ xuất phát lần này ta mang theo phân thân lão đại chỉ cần cẩn thận một chút lông cũng sẽ không bị tổn thương một cộng nào thiên linh tôn giả bảo đảm nói vậy thì làm phiền tôn giả từ phàm vừa cười vừa nói thầm nghĩ có chiến lực của một tôn vô địch tôn giả làm bảo đảm chỉ cần không tìm đường chết cũng như là không vấn đề gì tinh chu cổ điển hạ xuống không bao lâu lại lần nữa cất cánh nửa tháng sau nội khu vùng cực không tinh chu cổ điển mở ra hình thức riêng tư cẩn thận nghiêm túc bay đi đại trưởng lão lần này ngươi có kế hoạch gì căn cứ vào tin tức bên này ta lấy được hội trưởng lão đã cùng yêu tộc bên kia đã đánh lên nhưng trước mắt khu vực kia bị yêu tộc nghiêm phòng tử thủ trong chốc lát còn chưa có biện pháp tấn công vào thiên linh tôn giả nói từ phàm lấy ra tinh thạch xem cách thời gian tinh môn mở ra còn bao lâu sau đó nói một tọa độ, để phân thân Bồ Đào trên tinh chu cổ điển lái qua đó. Chúng ta đi trước đến trên thượng cổ tinh thần kia nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tới lúc bí cảnh gần mở ra, chúng ta lại ngồi linh thuyền của ta đến đó." Từ Phàm nói. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Thiên Linh Tôn giả, Từ Phàm giải thích, "Ta cần ở trên thượng cổ tinh thần luyện lại đạo khí linh thuyền của ta một phen. Bằng không, phải ẩn nấp thế nào?" Từ Phàm nói. "Vậy được." chúng ta trước đến trên thượng cổ tinh thần kia nghỉ ngơi chỉnh đốn một khoảng thời gian thiên linh tôn giả nói nửa tháng sau tinh chu cổ điển giáng lâm tại tuyết linh tinh đám người nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt từ tuyết linh tôn giả hoan nghênh đại trưởng lão đến tuyết linh tinh làm khách tuyết linh tôn giả nhiệt tình nói lần này làm phiền rồi chúng ta cần ở trên quý tinh nghỉ ngơi chỉnh đốn ba tháng từ phàm cười nói đừng nói ba tháng ba năm 30 năm cũng không thành vấn đề. Tuyết Linh Tôn Giả cười nói. Từ sau khi Tuyết Linh Tinh thay đổi đại trận tinh thần, gặp phải 4 năm đợt dao động do chiến hạm cự thú yêu tộc bay qua sát Tuyết Linh Tinh. Ngay cả cự thú cực không vẫn luôn không du đảng tại khu vực này cũng gặp phải hai lần. Có thể nói, nếu như không phải kịp thời đổi mới đại trận tinh thần, cả một tuyết linh tinh này của hắn phỏng chừng đều phải xong đời. Vậy thì làm phiền tôn giả. Từ phàm nói một nơi trên đỉnh núi từ phàm đang cho phân thân số một luyện chế đạo khí linh thuyền trang bị thêm lớp sơn ẩn thân cũng dung nhập vào trong đó một vài linh khoáng trân quý đại trưởng lão không nghĩ tới tông môn các ngươi còn nhận loại công việc này trước kia ta từng đi qua mấy thượng cổ tinh thần trong nội khu vùng cực không có muốn liên hệ cho ngươi một chút không sau đó thiên linh tôn giả nói ra tọa độ khu vực của những thượng cổ tinh thần đó mấy thượng cổ tinh thần tôn giả nhắc đến kia đều đã làm qua rồi. Từ phàm đem vật chất đã dung nhập thành một đoàn chất lỏng kia đều quét lên trên đạo khí linh thuyền kia. Lúc đó thiếu linh thạch lại thiếu linh khoáng, vậy nên mới nhờ trảm linh trưởng lão mở ra tinh chu mang theo phân thân kia của ta đi khắp nơi tìm kiếm thượng cổ tinh thần. Từ phàm cười nói. Lợi hại, có tay nghề là được ưa chuộng. Thiên linh tôn giả hâm mộ nói. Người sống cơm ăn. Từ phàm khiêm tốn nói đại trưởng lão đạo khí linh thuyền này của ngươi vì sao không chuẩn bị tốt từ trước thiên linh tôn giả nghi hoặc hỏi sao lại nói thế trước kia rất ít tới vùng cực không nếu như không tự mình cảm nhận mà cứ tùy tiện luyện chế đạo khí linh thuyền vậy hiệu quả ẩn nấp sẽ giảm đi rất nhiều từ phàm giải thích hắn sẽ không thừa nhận chính mình có chứng dây dưa thì ra là vậy đại trưởng lão suy tính thật thấu đáo thiên linh tôn giả gật đầu Ba tháng sau, một chiếc linh thuyền dài gần 10 trượng từ tuyết linh tinh cất cánh, bay về hướng thâm xứ vùng cực không. Tới gần đích đến, đám người từ phàm đã thấy được hài cốt của yêu tộc và hội trưởng lão để lại sau khi chiến đấu. Yêu tộc chiến hạm cự thú phòng thủ nơi này đều là cấp nguyệt, xem ra hội trưởng lão bên kia đã chịu thiệt không ít. Thiên linh tôn giả nhìn hài cốt bên ngoài nói. Có thể là hội trưởng lão bên kia còn chưa biết được tầm quan trọng của nơi này, thế nên chiến lực tinh chu được điều động đến đây có thể sẽ hơi yếu một chút. Từ phàm đứng bên cạnh nói. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gầm thét của cự thú cực không. Một cơn dư âm chấn động quét ngang toàn bộ vùng cực không. Có lẽ là con rùa già kia. Vẻ mặt từ phàm nghiêm trọng nói. Xem ra hội trưởng lão bên kia đã phái ra trưởng lão tự hiệu, nếu không gây nên chấn động lớn như vậy. Thiên linh tôn giả nói. Lúc này, ở trên linh thuyền là đã có thể nhìn thấy chiến hạm cự thú yêu tộc đang phòng thủ nơi xa sắp bắt đầu đi vào phạm vi phòng ngự rồi tôn giả từ cương tiểu nguyệt bây giờ đừng vận chuyển linh lực từ phàm nói đã rõ mọi người trả lời lúc này bên ngoài phòng thủ yêu tộc một chiếc linh thuyền lặng lẽ từ bên cạnh một chiếc chiến hạm cự thú lớn bay qua khoảng cách giữa hai bên không đến trăm trượng nếu như bây giờ ta trả giá một chút để truyền tống đến phòng điều khiển chính của chiến hạm cự thú yêu tộc, có thể lập tức trấn áp bọn nó. Thiên linh tôn giả nhìn chiến hạm cự thú bên ngoài trăm trượng sờ cầm nói. Lúc này chiến hạm cự thú đang ở trong tình trạng báo động, nhưng không có mở ra pháp trận giống như phong tỏa không gian. Tôn giả, chờ khi chúng ta đi có thể kiếm chắc một tay, ít nhất có thể lấy được mấy chiếc chiến hạm cự thú. Từ phàm vừa cười vừa nói, cảm giác như thật sự có thể kiếm được một tay. Ba chiếc chiến hạm cự thú cấp nguyệt bị pháo quỷ đạo bắn nát kia, từ phàm từ trên đó đã được không ít đồ tốt, nhất là hạt nhân linh năng trên chiến hạm cự thú cấp nguyệt kia, có thể trực tiếp cải tạo đơn giản một chút rồi lấy ra dùng. Thế này cũng được, con cự thú cực không phong tỏa không gian kia đã bị lão đại đánh chết, chúng ta đánh lén một đợt, có thể nhờ lão đại trực tiếp mang theo chúng ta thúng di rời khỏi thiên linh tôn giả dùng ánh mắt tha thiết nhìn từ phàm. Hai chiếc chiến hạm cự thú cấp nguyệt có thể cải tạo một chiếc tinh chu có tính năng không thua gì tinh chu cổ điển. Từ phàm biết ánh mắt tha thiết kia của thiên linh tôn giả đang hỏi thăm cái gì. Người hiểu ta cũng chỉ có đại trưởng lão, thiên linh tôn giả hưng phấn nói, thầm nghĩ đến lúc đó nhất định phải lấy cho lão đại được bốn chiếc chiến hạm cự thú yêu tộc. Từ cương và từ nguyệt tiên ở bên cạnh nở nụ cười, bọn họ đều biết vị tôn giả cực kỳ thích tinh chu theo tinh chu bay về hướng trung tâm vị trí yêu tộc thủ hộ một tòa thành yêu tộc khổng lồ xuất hiện trước mắt bốn người cự thành tứ tướng của yêu tộc thiên linh tôn giả kinh ngạc hô lên từ phàm nhìn về phía thiên linh tôn giả cự thành tứ tướng này là thứ gì vậy nói một cách đơn giản bên trong cự thành này có ít nhất bốn vị vô địch yêu tôn trấn thủ ta đã từng thấy qua ghi chép liên quan tới cự thành trong tình báo về đại tộc yêu tộc. Thiên linh tôn giả nhìn về phía thành tứ tướng, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Bốn yêu tôn vô địch trấn thủ. Ở bên trong này rốt cuộc có cái gì mà có thể khiến cho yêu tộc xem trọng đến như thế? Từ phàm cảm thấy mình đã gặp tứ tượng cự thành sai lầm vào thời điểm sai lầm. Nếu không phải bởi vì từ phàm cảm thấy bí cảnh này có duyên với mình, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp quay đầu trở về, dù sao thì không có gì quan trọng hơn tính mạng xem ra lúc sắp đi không thể gian lận thêm một phiếu nữa rồi thiên linh tôn giả thở dài nói đại trưởng lão hay là chúng ta vẫn nên đi đường vòng đi nếu như cách tứ tượng cự thành quá gần thì sẽ dễ bị mấy yêu tôn đó phát hiện nói cho ngươi một chuyện gây sốc tọa độ mà tinh thạch đó chỉ hình như chính là bầu trời phía trên tứ tượng cự thành này từ phàm chỉ lên phía trên tứ tượng cự thành một bóng hư ảnh tinh môn nhàn nhạt, nói. Đúng vào lúc này, ở bên trong tứ tượng cự thành vang lên tiếng gầm của vệ kim hổ. Một con vệ kim hổ khổng lồ dài trăm thước xuất hiện ở bên trên tứ tượng cự thành, sau đó đạp phá hư không, không biết di chuyển tức thời đến nơi nào. Đây là cha của tiểu hổ sao, từ phàm nói. Đây có lẽ là chú của tiểu hổ, thái thượng đại trưởng lão của tộc kim vệ hổ bình thường đều sẽ trấn thủ ở bản tộc, giống như lão đại của ta vậy. Nhưng điều duy nhất không giống đó là, lão đại của bọn ta có lẽ không lợi hại bằng hắn. Thiên linh tôn giả nhìn tứ tượng cự thành nói. Tôn giả, tứ tượng cự thành này có lai lịch gì? Từ phàm hiếu kỳ hỏi. Là tọa giá mà lúc trước kim sĩ đại bàn dùng để đi tuần ở yêu giới, sau đó hắn phi thăng rồi, tứ tượng cự thành này liền trở thành nơi tập hợp của bốn đại tộc đỉnh cao nhất yêu giới. Thiên linh tôn giả nói. Tất nhiên là phô trương rất lớn. Từ phàm nhìn tứ tượng cự thành trôi nổi trên vùng cực không, nói. Thế này đã là gì? Thượng tôn còn lấy một tinh thần thượng cổ làm tọa giá, tứ tượng cự thành này chẳng có gì to tác. Chỉ tiếc là thượng tôn đã phi thăng cùng với kim sĩ đại bàng rồi. Thiên linh tôn giả đáng tiếc nói. Từ phàm lặng lẽ nhìn tứ tượng cự thành to lớn đó, đang suy nghĩ xem làm thế nào để qua mắt được vô địch yêu tôn một cách lặng im như tờ, sau đó lẻn vào bên trong tin tức nếu như nói chỉ có một vị vô địch yêu tôn trấn thủ từ phàm còn có phần chắc chắn một khi vượt quá hai vị vô địch yêu tôn từ phàm liền có chút chần chừ đắn đo có phải đại trưởng lão đang nghĩ xem làm thế nào để trà trộn vào trong thiên linh tôn giả cười thành một bộ dạng đã liệu tính trước tôn giả có kế sách gì nhìn bộ dạng của thiên linh tôn giả từ phàm liền muốn phối hắn với một cây quạt lông lão đại nhà ta cùng với những tự hào trưởng lão của hội trưởng lão ít nhiều cũng có chút quan hệ rất nhiều người đều là bạn thân chí cốt còn ta thân là nhị sư đệ của huynh ấy tất nhiên bọn họ cũng biết rõ vì thế chỉ cần ta phát động quan hệ mời mấy vị tự hào trưởng lão nhiều lần dụ vô địch yêu tôn ở trên tứ tượng cự thành đi là được rồi thiên linh tôn giả cười nói cái gì là quan hệ cái gì là nguồn nhân lực từ phàm đã nhận thức rõ ràng được bài học này rồi tất nhiên thực lực cũng phải ở cấp độ đó phía trước tứ tượng cự thành từ phàm điều khiển linh thuyền giống như con kiến vậy quay đầu bò lên nơi xa nếu như ta cũng có thể làm quen nhiều vô địch tôn giả như thế thì tốt rồi từ phàm cảm khái nói lời của từ phàm nên đến ánh nhìn nghi hoặc của thiên linh tôn giả tại sao đại trưởng lão lại có ý nghĩ như thế ngài quên thân phận của ngài rồi sao thiên linh tôn giả mở miệng nói vốn dĩ là một câu nói sỉ nhục người khác đem vào cảnh tượng như thế này liền thay đổi mùi vị ta cũng không thể gặp người liền nói ta là luyện khí tông sư ngươi kết bạn với ta ta luyện chế pháp bảo cho ngươi từ phàm buông lỏng tay nói cái trò này giống với đạo lý có mặt quần trong hay không bất kể ngươi có mặt hay không đều không thể hễ gặp người liền nói ha ha thì ra đại trưởng lão lo lắng vấn đề này vậy thì cứ yên tâm giao cho ta Thiên linh tôn giả nói. Thuận theo tự nhiên là được. Từ phàm nói. Từ phàm tìm phương hướng mà cự thú cực không phẫn nộ rống lên lúc nãy, sau đó bay đi. Quả thật sau khi truy tìm một khoảng thời gian, hắn đã phát hiện ra phía sau đại bản doanh của hội trưởng lão. Đó là một cung điện to lớn, đứng sừng sững trên vùng cực không. Cung Long Tiên, xem ra trưởng lão có số hạng xếp gần trước đến để trấn thủ rồi. Thiên Linh Tôn Giả nói sau đó thiên linh tôn giả trực tiếp rời khỏi linh thuyền phóng ra một tinh chu cổ điển ở bên trong vùng cực không đại trưởng lão lên tinh chu ta đưa ngươi đi làm quen một vòng thiên linh đem theo một bộ dạng thiệt là đại ca giống như đang giới thiệu con đường có thể phát tài cho từ phàm vậy từ phàm dẫn theo từ cương và từ nguyệt tiên cùng đi lên tinh chu cổ điển của thiên linh tôn giả sau khi thiên linh tôn giả đi lên tinh chu hắn phóng ra từng đội con rối một cách thuần thục thay thế chức vụ chính trên tinh chu. Gần đây tôn giả luôn tự mình đi lấy quặng sao, từ phàm nhìn con rối, sau đó hiếu kỳ hỏi. Lần này không phải đi bí cảnh cùng với đại trưởng lão sao, vì thế nên không dẫn theo trưởng lão và các đệ tử của tông môn. Thiên linh tôn giả nói. Tinh chu cổ điển của thiên linh tôn giả đột nhiên xuất hiện, khiến cho tu sĩ trấn thủ ở xung quanh giật hết cả mình. Thì ra là thiên linh đến thăm, hoan nghênh hoan nghênh cung long tiên truyền đến một âm thanh trong trẻo. Tẩu tẩu minh u, lâu ngày không gặp, thiên linh tôn giả vừa bất ngờ vừa vui mừng nói, giống như đã gặp được người thân vậy. Một vị nữ tử trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm xuất hiện ở trên cung long tiên, cười rồi nhìn về hướng thiên linh tôn giả. Đây là bạn của Thái Thượng Đại trưởng Lão Thiên Linh Tông sao, từ phàm truyền âm hỏi. Ngươi cứ coi là vậy đi, Thiên Linh Tôn giả nghĩ một lúc rồi truyền âm nói. Nhìn sắc mặt của Thiên Linh Tôn giả, Từ Phàm liền biết bên trong có câu chuyện, định sau này có thời gian sẽ cố gắng đi nghe ngóng một cái. Tinh Chu cổ điển một mạch đi đến trước Đại Điện Cung Long Tiên. Không ngờ khi nhìn gần, Cung Long Tiên lại to đến như thế. Từ Phàm cảm thán nói. Tinh Chu cổ điển ở trước Cung Long Tiên giống như một chiếc thuyền nhỏ hai người vậy. U Minh Tôn giả, hội trưởng lão thứ hạng 13, một lát sau khi làm thân rồi, ngươi gọi một tiếng tẩu tẩu là được bên tai từ phàm vang lên tiếng của thiên linh tôn giả làm sao có thể tùy tiện xưng hô như thế chứ hơn nữa từ phàm còn chưa nói hết liền bị thiên linh tôn giả cắt ngang nói tẩu tẩu lợi hại hơn lão đại hơn nữa càng biết bao che khuyết điểm của mình hơn tẩu tẩu của chúng ta lợi hại thế từ phàm kinh ngạc nói đó là hơi lợi hại trấn áp cha của lão hổ cũng không thành vấn đề Thiên Linh Tôn giả cười nói, bấm lai like vì sự thay đổi xưng hô nhanh trí của Từ Phàm. Bốn người bước xuống tinh tuyền cổ điển liền nhìn thấy U Minh Tôn giả đang ngên tiếp ở trước cửa. Một thân váy dài màu xanh thẫm, có đem theo khí tức của một trưởng tỷ trong nhà. U Minh tẩu tẩu lâu quá không gặp, ngữ khí của Thiên Linh Tôn giả mang ý thân thiết. Vốn định đi Thiên Linh Tông thăm các ngươi, không ngờ giữa đường lại nhận một chuyến công việc này. U Minh Tôn giả cười nói, sau đó lại nhìn mấy người từ phàm một cái đây là đại trưởng lão ẩn linh môn mà ta hay nhắc với tỷ chiếc tinh chu ở bên ngoài chính là do đại trưởng lão luyện chế đó sau này sẽ là một vị luyện khí đại tông sư vững vàng thiên linh tôn giả giới thiệu nói bái kiến tẩu u minh tiền bối từ phàm mãi nghĩ đến chuyện của tẩu tẩu suýt chút nữa đã nói hớ không sao gọi ta tẩu tẩu đi ta thích nghe cái xưng hô này U Minh Tôn giả híp mắt nói, "Ngọc Trúc, phân thân gần đây của lão đại gần như đã chạy đến tay của đại trưởng lão rồi. Tẩu tẩu, có phải tỷ cũng nên tặng một phân thân để cho thành đôi thành cặp." Thiên Linh Tôn giả nói xong còn liếc nhìn Từ Phàm một cái. "Huynh đệ đã làm đến bước đường này rồi, đủ nghĩa khí không?" Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.